Đây rồi. Xin chào các bạn. À, hôm nay trục trặc một chút xíu cho nên là tôi ai ở đây thì chúng ta chào nhau một tiếng nhé. Chào Đào Bích LT. À, chúng ta trò chuyện chút xíu để cái số lượng người ấy đông đông lên chút xíu, chúng ta bắt đầu vào làm việc nhá. Trong thời gian đấy thì như là mình đã hứa với cả mấy anh em thì để mình xin phép ít phút đầu để mình chia sẻ cái video này về tường. Mình xin phép mấy phút đầu để mình chia sẻ cái video về tường nhé, với lại lấy link cái. Hôm nay mọi người có gì vui không? Hết thuốc rồi mọi người ạ. Vậy ăn thiếu thuốc là làm sao được bây giờ?
giờ nó lỗi một chút xíu. Rồi, mình đã chia sẻ về trang cá nhân rồi, để cho các bạn mà mình không biết là mình phát ở đâu có thể biết được. Được rồi, công việc xong rồi. Bây giờ thì mình chỉ có ngồi mình làm luôn và chia sẻ trò chuyện cùng mọi người thôi. Chào bạn Xuân Thành, chào bạn Bích ART. Hiện tại thì đang có 2 người xem phải không? Mình sẽ làm dần. Trước mặt các bạn thì là mẫu của buổi hôm nay. Trong lúc chờ đủ người thì mình sẽ phát thảo sơ những cái cần thiết đi. Hôm nay đủ 50 người thì mình sẽ bắt đầu mình chia sẻ cái bí quyết làm sao để vẽ mẫu nam cho nó nam tính hơn nhá. Chúng ta cái buổi hôm nay trò chuyện thôi, cũng không đặt nặng cái vấn đề là cái gì như là truyền đạt hay là cái gì lắm ha. Xem như là những người cùng đam mê, nhưng mà mình đi trước thì mình xin phép được chia sẻ một số cái cảm nhận của mình. Xuân Thành ơi, cái bút than này mình nhờ bạn mua ở Đà Nẵng, trước cổng trường đại học kiến trúc Đà Nẵng, chị bé. Nếu mà có ai ở Đà Nẵng thì có thể hỏi ở đấy nhé, cứ hỏi cái bút ngày xưa anh Huy đi ký họa ở cầu sông Hàn á, là chị biết. Chào bạn Nhung Đặng. Các bạn chia sẻ dùng mình cái live stream này về tường nhá. Chia sẻ dùng mình cái live stream này về tường để đủ 50 người, mình thì mình sẽ chia sẻ cái phương pháp làm sao để vẽ cái mẫu nam nó có thể nam tính hơn nhá. Còn bây giờ thì tạm thời mình đang chờ đủ người thì mình sẽ trò chuyện với các bạn, cộng với mình sẽ phác thảo sơ bộ những cái này nhá. À, Xuân Thành ơi, cái bút than nén này thì nó tầm khoảng rẻ lắm. 15.000 tùy nơi bán, nhưng mà tầm khoảng 15.000 mà nó dùng rất là lâu nhé. Dùng rất lâu luôn. Chào bạn Hồng Dương. Hồng Ngọc Hồng Dương. Các bạn chia sẻ dùng mình cái video này về tường để tăng số lượng người xem lên tầm khoảng 50 người thì mình sẽ chia sẻ nhé. Hiện tại mình đang thấy là tầm khoảng 5 người rồi. Trong thời gian chờ thì mình sẽ phát thảo dần. Xem bị dập đĩa quá đại ca. Nhung Đặng ơi, xem bị làm sao? Video nó làm sao hả? Mình nói các bạn nghe có rõ không? Các bạn chia sẻ giúp mình cái video này về tường nhá, để cho đủ cái số lượng người đây, chúng ta chia sẻ cho nó vui. Ít người quá cũng buồn phải không? Các bạn chia sẻ giùm mình cái video này về tường nhá. Bạn nào mà ở trong nhóm ART hoặc các cái hội liên quan đến vẽ thì có thể chia sẻ vào đấy giùm mình luôn. Thực sự là hôm vừa rồi thì mình chia sẻ cái video mà hướng dẫn vẽ mắt thì cũng thấy học viên cũng thấy các bạn ở trong đấy ý kiến, cho nên là chắc mình cũng hôm nay mình cũng không chia sẻ vào trong đấy. Nó cũng mất uy tín là đề đi, mình chỉ để ấn tượng mình thôi, còn chắc các bạn nếu mà chia sẻ thì không bị làm sao nhé. Các bạn chia sẻ giùm mình cái này về tường hoặc là trong các nhóm vẽ nhá. Đủ số lượng người xem đến 50 thì mình sẽ chia sẻ cái phương pháp làm sao để vẽ một cái mẫu đàn ông có thể xét là châu Á luôn đấy. Cho nam tính hơn.
Và bạn nào ở trong hội ART diễn họa thủ công thì bài này rất là có ích cho cái việc các bạn vẽ mẫu event nhé. À, Đức Anh ơi, cái bút than này á, khi em gọt thì em phải có hai cái yếu tố em cần chú ý. Thứ nhất đó là em phải sử dụng cái dao rất là sắc nhá, bởi vì cái tính chất than là nó tương đối mềm, cho nên em gọt rất hay bị vụn nhá. Em phải cố gắng kiếm cái dao nó sắc sắc đi, nếu không là vụn chắc đấy. Các bạn chia sẻ cho mình nhá, các bạn chia sẻ cho mình về tường nhá, hoặc là trong các hội vẽ nhá, liên quan đến vẽ, để chia sẻ cái kiến thức này cho mọi người biết, chia sẻ cho càng nhiều người biết. Mình cũng muốn cho nó đông vui xíu, ít người quá chia sẻ nó buồn phải không, nói chuyện chỉ có mình buồn lắm. Chào bạn Trần Phương, chào bạn Phan Linh Đức. Rồi, hết pin. Được rồi, mà để mình cắm cái cục sạc. Chào anh Lâm, mấy anh em kinh họa vậy, khỏe không? Mọi người chia sẻ giùm mình cái live stream này về tường nhé, hoặc là trong cái hội vẽ. Mình cắm cái sạc cho nó có pin mà nhìn mẫu. Các bạn chia sẻ giùm mình về tường nhá, đủ 50 người thì mình sẽ bắt đầu mình chia sẻ cái làm sao để vẽ một cái mẫu châu Á nói chung cho nó nam tính hơn. Hiện tại thì mình thấy 5 người xem rồi. Nay có vẻ hơi ít, hơi trầm. Chắc là đang đầu năm mọi người đang còn vui chơi ha. Hôm tất niên, hôm 31 tháng 12 mình cũng nhậu. Mình cũng nhậu liệt luôn. Tựa lưa. Các bạn chia sẻ cái video này về tường hoặc là trong các hội liên quan đến vẽ giùm mình nhé, để cho đủ số lượng người chúng ta chia sẻ cho vui. Đủ 50 người thì mình sẽ chia sẻ luôn nhé. 50 người mục tiêu ít mà, đúng không? Chào bạn Trung Huy, các bạn chia sẻ giùm mình nhé. Chào bạn Liên Hoa. Có bạn nào ở trong cái nhóm ART diễn họa thủ công thì hiện tại mình thấy ở trong đấy đang tổ chức một event cho anh Thạo nhé, do anh Thạo tổ chức. Thì mình tin rằng cái bài hướng dẫn này rất là có ích cho những cái bạn nào mà tham gia event nhé. Các bạn chia sẻ về tường giùm mình nhé, cho số lượng người tăng lên nhé. Tầm khoảng 50 người mình sẽ chia sẻ. Trong thời gian đấy thì chúng ta vừa trò chuyện, tôi vừa phác thảo sơ bộ những cái nhân tố chính lên cái. 50 người cũng không quá khó khăn phải không? Ít mà. Cái bài toán mà vẽ cho một cái mẫu châu Á trở nên nó nam tính hơn đó. Nó là bài toán cũng khá là nhiều người vướng đấy. Các bạn chia sẻ về tường và trong nhóm các nhóm vẽ giùm mình nhé. Đồng thời thì có bạn nào ở đây có thêm cái câu hỏi gì trong quá trình làm các bạn hay mắc phải không, thì có thể là mình cũng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn được một số cái đấy. Đây nha. Hình như mạng nhà mình hơi chậm cho nên hơi giật các bạn.
Mạng nhà mình hơi hơi chậm thì phải. Đây là một cái mẫu, đây là một cái mẫu mẫu vẽ có hơi mềm mại tí xíu, mềm mại tí xíu. Chúng ta có thể hoàn toàn dùng kỹ thuật chúng ta xử lý cho nó tăng cái độ nam tính lên là hoàn toàn có thể. Mình đang kiếm một cái bút chỉ 8B. Hiện tại thì mình vừa mới hết bút đấy. Chẳng lẽ hôm nay là làm toàn bộ bằng than à? À đây rồi, tôi thấy một cái chì 8B rồi. Mọi người chia sẻ về tường cho mình nhé. Ai đang xem thì chúng ta chào nhau ấy nào. Những ai đang xem chúng ta chào nhau ấy nào. Những ai đang xem ạ, những ai đang xem chúng ta chào nhau cái nhá. À, những bạn ở đây thì có bạn thì biết tôi từ trước rồi, có những bạn là cũng chưa biết. Thì nhân cái dịp này chúng ta làm quen với nhau nhé. Những ai đang xem ở đây thì chúng ta chào nhau nhé. Mình thấy là đang có hai bạn xem đấy. Lúc chiều mình có đăng status nói là tap 20 người. Nhưng mà hôm nay mình đăng thử cái này ở trên page thì thấy rằng nếu mà không phải bạn bè thì không có tap được. Mình rất là tiếc. Có ai đang xem đây nhỉ? Những ai đang xem đây chúng ta chào nhau cái nào. Chúng ta chào hỏi nhau cái cho quen biết. Ai đang xem nhỉ? Mấy lần tôi livestream thì tôi thấy là hình như mạng nhà tôi nó hơi chậm. Nhà tôi nó hơi chậm xíu. Cho nên là có thể các bạn bình luận thì tôi sẽ không thấy ngay và tôi sẽ trả lịch lời lịch múi giờ nhé. Chào bạn Đức Anh. Chào bạn Hoàng Mai. Những ai đang ở đây chúng ta chào nhau ấy nào. Những ai đang ở đây chúng ta chào nhau cái. Xin chào các bạn. Chào bạn Hưng. Ừ, chiều có đăng ký nhưng mà mình thật sự là mình cũng rất là xin lỗi. Bởi vì lúc chiều thì nó có một vài trục trặc. Nó có một vài trục trặc. Cho nên là mình cái video này thì mình phát lại. Cho nên là chắc mọi người tưởng là chắc là nó trục trặc luôn cho nên là chạy luôn. Chào bạn Hoàng Mai. Các bạn chia sẻ giùm mình cái video này về những cái group vẽ và trang cá nhân nhé.
để cho cái số lượng người nó lên đông đông xíu, tầm khoảng 50 người thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chia sẻ chủ đề chính nhá. Chào bạn Cẩm Tú. À đây này, đủ hết rồi. Các bạn chia sẻ giùm mình nhá. Số người, lượng người cho nó đông cho nó vui. Hơi ít buồn nhờ. Lúc trước mình live stream thấy đông ầm ầm, hay là hôm nay mình phát trên page cho nên là chắc các bạn không biết. Hả? Mình đang test thử. À Mai ơi, tớ cũng không biết nữa, hình như hôm nay mạng chậm lắm Mai. Mạng hôm nay hơi chậm thì phải. Tôi sẽ tả cho giống trước. Thôi vậy thế này nhá, chúng ta hạ mục tiêu xuống một chút xíu, xuống tầm khoảng 30 ha, 30 người thì bởi vì tôi phát thảo gần xong rồi. 30 người chúng ta sẽ chia sẻ làm như thế nào để vẽ một cái mẫu nam bình thường, đa phần là châu Á nhá, trở nên nam tính hơn. 30 người thì tôi sẽ chia sẻ, bởi vì tôi phát thảo cũng gần xong rồi. Các bạn chia sẻ cái live stream này về tường hoặc là trong các hội nhóm vẽ nhá, dùng mình để cái số lượng người nhiều lên một chút xíu, chúng ta chia sẻ cho vui vẻ. Mình không biết nữa, có thể là hôm nay thì mấy nay thì mạng nó hơi trục trặc xíu rồi, không có được mượt mà như mọi hôm. Hôm nay mình chia sẻ cũng khá mượt mà. Các bạn chia sẻ về tường giùm mình cho cái số lượng người đông lên chút xíu nhá. Ít quá thì chúng ta cũng khó chia sẻ. Nó cũng không có vui. Mình phát thảo cũng gần xong rồi. Chào bạn Phạm Chiến. Cũng khá là nhiều người quen của tôi nhỉ. Đúng không? Các bạn chia sẻ về tường cho mình nhá. Cho cái số lượng người xem nó tăng lên xíu. Rồi bắt đầu đăng lên rồi đấy. Các bạn chia sẻ cho mình nhá. Chia sẻ về tường hoặc là trong các cái hội liên quan đến vẽ nhá. Hôm nay mục tiêu hơi thấp, tầm khoảng 30 người thôi. Các bạn hoàn thành được 50% rồi. Các bạn chia sẻ về tường hoặc là trong các hội vẽ giùm mình nhá, hội liên quan đến vẽ. Để cho cái số lượng người đông lên tí xíu chúng ta chia sẻ cho nó vui. Ui, đang tăng ngùn ngụt các bạn ạ. Rồi, chuẩn bị rồi. Những cái bạn đang ở đây thì chia sẻ xong rồi chúng ta chào nhau một tiếng nhá. Xin chào các bạn. Có nhiều bạn thì cũng chưa biết tôi, có thể là xem ở trong này là lần đầu. Thì chúng ta chào hỏi nhau để cho nó gần gũi hơn. Cũng là anh em ở trong hội vẽ cùng cái đam mê cả. Tôi rất là thoải mái. Mọi người chia sẻ về tường hoặc là trong các hội vẽ giùm mình nhé. Gần đủ số người rồi, chúng ta chuẩn bị chia sẻ. Vì để mà chia sẻ cái kiến thức đấy thì tôi cũng cần phát thảo sơ qua một số cái. Rồi sau đó tôi sẽ chia sẻ những cái nguyên lý cho các bạn. Chia sẻ những cái nguyên lý chính. Bởi vì thực ra mỗi cái bài mà tôi chia sẻ đều có những cái nguyên lý. Tại sao làm như thế, tại sao làm như thế, chứ không phải là chúng ta làm theo cảm tính nhé. Tất cả mọi thứ đều có thể đưa vào quy tắc hết. Ngay cả việc chế tạo cảm xúc nó vẫn có quy tắc của nó. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải nắm được. Bởi vì thực ra là nó cũng hơi trừu tượng, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn là cái gì cũng công thức đâu. Nó vừa áp dụng công thức mà vừa áp dụng một số cái nguyên lý về dựng hình. Có thêm một phần về cảm nhận nữa. Cho nên là tuy là khó nhưng mà vẫn có thể nắm bắt được hoàn toàn nhé.
Thì như tôi thấy là trong mẫu trong này đẹp trai hơn mẫu rồi đấy. Những người đang ở đây thì chúng ta chào nhau một tiếng nhé. Xin chào các bạn, tôi là Vê Huy, thì đồng thời là AD của khá là nhiều bếp. Có một số anh em thì biết tôi qua RT diễn họa thủ công, một số thì biết qua hội những người thích vẽ, một số khác thì biết tôi là Vê Huy thôi. Còn một số khác thì chắc là không biết tôi. Thì nhân cơ hội tôi có dịp live stream này thì chúng ta có thể chào nhau một tiếng nhé. Chào bạn Phạm Chiến. Có thể mạng của tôi hơi chậm cho nên các bạn chào tôi mà tôi không thấy ngay nhé. Thì khi đấy các bạn thông cảm cho tôi, bởi vì là do mạng, do cái mạng internet hình như lại cũng đang đứt cắp quang ấy. Chúng ta chào nhau nhé. Ở đây những ai đang tham gia thì chúng ta chào nhau một tiếng nhé, để cho có thể chúng ta gắn kết gần nhau hơn. Không chỉ là trong cái buổi livestream này, có thể chúng ta sẽ nói chuyện rất là nhiều những cái chủ đề khác, có thể là liên quan đến cuộc sống, có thể liên quan đến vẽ. Chẳng qua cái niềm đam mê thì nó giúp chúng ta kết nối dễ dàng hơn thôi, chứ còn trong cuộc sống thì còn rất là nhiều chủ đề giúp chúng ta kết nối với nhau nữa. Xin chào các bạn. Ok, tôi thấy là cái số lượng người cũng đủ rồi, lên đến 50 người, hơn 50 người rồi. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ luôn cái bí quyết làm sao để vẽ một cái mẫu đàn ông bất kỳ. Mẫu đàn ông bất kỳ, đa phần là mẫu đàn ông châu Á, sẽ đẹp và nam tính hơn. Thì các bạn có đồng ý tôi chia sẻ ngay bây giờ không ạ? Hay là đợi thêm một lúc nữa? Những ai đồng ý mà bây giờ chia sẻ luôn thì comment cho tôi một cái là chia sẻ luôn đi ạ. Những ai đồng ý bây giờ tôi chia sẻ luôn cái bí quyết làm sao để vẽ một mẫu nam bất kỳ, nam tính hơn, tăng cái độ nam tính. Thì những ai đồng ý tôi chia sẻ ngay bây giờ thì các bạn comment là chia sẻ luôn nhé. Còn nếu mà dưới 5 bình luận thì chắc là chúng ta đợi thêm một lúc nữa, được chưa? Rồi bây giờ tôi đã thấy được hai cái chia sẻ luôn đi rồi, bây giờ tôi cần thêm 3 cái nữa cho tôi có động lực một chút xíu. Các bạn có hiểu không ạ? Luôn đi anh à, Trần Phương. Rồi còn một cái nữa, tôi cần một bình luận là chia sẻ luôn đi nữa. Tôi sẽ chia sẻ luôn. Còn ai muốn bây giờ tôi chia sẻ luôn cái bí quyết làm sao để vẽ một cái mẫu nam bất kỳ trở nên nam tính hơn không ạ? Gấp gấp à? Rồi ok, tôi chia sẻ luôn nhá. Thì để làm rõ cái vấn đề là vẽ một mẫu nam làm sao để đẹp hơn mẫu, thì trước hết là tùy vào từng trường hợp cụ thể, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ xử lý khác nhau. Bởi vậy cái việc mà đầu tiên chúng ta làm là chúng ta phải đánh giá mẫu. Tuy quy tắc là quy tắc chung nhưng mà áp dụng cho từng mẫu là hoàn toàn khác nhau, bởi vì nét mỗi người mỗi khác, đúng không ạ? Đây, chúng ta xem xét sơ qua về mẫu. Thì tôi đánh giá là mẫu thì khá đẹp trai. Mẫu khá đẹp trai, cười rất là tươi. Nhưng mà nếu mà xét về nam tính thì mẫu này tôi thấy chưa nam tính lắm. Cái này tôi đánh giá ở trên cái góc độ là cái người vẽ tranh, người vẽ tranh và muốn hoàn thiện mẫu, chứ không phải là tôi chê mẫu anh này là ẻo lả hay như thế nào đâu. Các bạn có đồng ý không? Các bạn có đồng ý không? Mẫu thầy này thì tôi đánh giá là khá là đẹp trai, nhưng mà xét về cái góc độ mà nam tính thì tôi không đánh giá cao lắm. Các bạn có biết lý do vì sao không ạ? Bởi vì đàn ông và phụ nữ châu Á nói chung là
cái nét trên khuôn mặt là đa phần là nét tròn. Cho nên là về phần đa thì những cái người đàn ông châu Á thì nó ít đi cái sự nam tính. Cái này là về mặt hình ảnh thôi nhá, chứ tôi không phiến diện, tôi không có phiến diện là người nào cả. Đúng rồi, bạn Đặng Tú Anh nói đúng rồi đấy, nó là góc khuôn mặt, góc cạnh. Mà cái này cái đặc điểm của châu Á mình nói chung là nét tròn nhiều. Ngay cả cái mũi, các bạn để ý nhá, cái mũi người đàn ông châu Á của mình, bao người châu Á luôn đấy, người châu Á bao giờ cũng chiếm nét tròn nhiều hơn là nét thẳng, nét góc cạnh. Cho nên đấy là đặc điểm của cái gen nhá, đặc điểm của gen. Bởi vậy những cái đường cong này sẽ góp phần rất lớn cho cái việc giảm độ nam tính của mẫu, giảm độ nam tính nhá. Các bạn có hiểu không ạ? Tôi nói nãy giờ, tôi truyền đạt nãy giờ, các bạn có hiểu được ý tôi nói không ạ? Những ai hiểu rồi thì nhấn có giùm tôi cái nào. Những ai hiểu những cái điều mà tôi vừa chia sẻ nãy giờ thì nhấn có giùm tôi cái. Nếu không thì tôi sẽ chia sẻ lại thêm một lần nữa để các bạn hiểu hơn. Những ai hiểu ở đây thì nhấn có giùm tôi nào. Rồi, bạn Xuân Thành hiểu phải không? Còn ai hiểu nó không ạ? Còn ai hiểu những cái gì nãy giờ mà tôi chia sẻ không ạ? Bởi vì là cái này là yếu tố tiền đề nha các bạn. Nó là yếu tố tiền đề. Nếu chúng ta không hiểu được vấn đề này thì chúng ta sẽ không hiểu được cái gì hết. Bởi vì những cái yếu tố tôi nói sau là những yếu tố mà nó mang tính chất cảm nhận rất là nhiều. Và chúng ta phải hiểu được trước khi chúng ta làm được. Nó gọi là yếu tố tiền đề nhé. Có một bạn, bạn vừa nhắn tin cho tôi, xin lỗi. Bạn Hưng ơi, mình đang live stream nhé. Về khoa học thì chút xíu nữa mình live stream xong mình sẽ nhắn tin trả lời bạn ngay nhé. Có gì bạn thông cảm giùm mình nhé. Những ai hiểu nãy giờ tôi truyền đạt cái kiến thức cơ bản, các bạn nhấn có giùm tôi một cái nữa. Bởi vì nó là yếu tố tiền đề nhé. Nó là yếu tố tiền đề. Nếu mà các bạn không hiểu được điều này thì những yếu tố về sau các bạn sẽ không hiểu được. Rồi, bạn Hưng, Lê Đình Hưng vừa nhắn tin cho tôi phải không? Bạn Hưng, tôi đang live stream nhé. Chút xíu nữa xong, sau khi mà chúng ta trao đổi xong cái này thì tôi sẽ nhắn tin trả lời bạn liền nhé. Về khoa học thì tôi có giới thiệu ở trên trên cái video vừa rồi tôi vừa đăng đấy, có đăng nhé. Anh Kha Đào Duy ơi, em đang live stream. Vâng, cảm ơn bạn Phạm Chiến. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục chia sẻ. Thì trước khi chia sẻ tiếp cái vấn đề tiếp thì tôi sẽ nhắc lại cái vấn đề tôi vừa chia sẻ. Tức là khuôn mặt của người châu Á nói chung thì đa phần là nét tròn. Mà những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái độ nam tính, bây giờ chúng ta lại xét riêng về mẫu nam, thì một trong số đấy là nó bao gồm cả cái nét mặt góc cạnh. Bởi vậy là nhân vật nam châu Á của chúng ta thì khá là thiệt thòi về cái vấn đề này, bởi vì nó là vấn đề về gen đấy. Thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thiếu nam tính. Trước hết thì chúng ta lại quay lại vấn đề nam tính. Vậy là vấn đề nam tính được đánh giá trên những cái yếu tố nào? Tôi đang xét về vấn đề hình ảnh nha, tôi không xét về cái góc độ con người hay là tính cách. Thế thì cái yếu tố nam tính trên mặt hình ảnh xác định trên những cái yếu tố gì, những cái phương diện nào? Thì yếu tố thứ nhất đó là về nét. Đấy, về nét thì những cái người mà nam tính sẽ có khối mảng rõ ràng, đúng không? Đa phần là nét thẳng. Mà cái điều này thì đàn ông châu Âu có lợi thế các bạn nhé. Đấy, cái vấn đề thứ hai là vấn đề về cảm xúc. Cái vấn đề về cảm xúc thì có một số cái cảm xúc trong tranh có thể tăng lên nhiều vẻ nam tính. Ở trong đấy thì có yếu tố này, yếu tố lạnh lùng, thấy không? Cái cảm xúc lạnh lùng sẽ tăng lên cái sự nam tính. Cái cảm xúc thứ hai đó là cảm xúc hờ hững. Các bạn có nghe kịp tôi nói không ạ?
Tôi nói các bạn có nghe kịp không? Tôi cần một bạn bình luận là tôi nói các bạn vẫn nghe kịp nhé. Để tôi tiếp tục chia sẻ mà không bị gián đoạn nhé. Bởi vì là những cái điều tôi nói này thì tôi vẫn biết là nó rất là khó hiểu. Cho nên là tôi sẽ chia sẻ chậm rãi nhé. Tôi sẽ chia sẻ một cách chậm rãi để cho các bạn có thể dễ dàng các bạn nắm bắt được. Bởi vì những yếu tố này nó dựa trên tính chất cảm tính là nhiều. Kịp không? Rồi ok. Vậy tôi sẽ chia sẻ tiếp, tôi sẽ chia lại, sẻ lại từ cái yếu những cái phương diện ảnh hưởng đến cái yếu tố nam tính trên mặt hình ảnh. Thì bao gồm có 3 yếu tố. À, 3 yếu tố các bạn nghe không? Đấy, yếu tố thứ nhất là yếu tố về nét. Yếu tố về nét thì yêu cầu những cái người nam tính là khối mảng rõ ràng, đa phần là nét thẳng. Cái này là tôi xét trên đa phần đấy nhá, không phải là tất cả, không phải là tất cả. Nhưng mà đa phần là khối mảng rõ ràng và sử dụng nét thẳng nhiều, trên khuôn mặt nét thẳng nhiều. Đấy. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố về cảm xúc. Yếu tố về cảm xúc thì có một số cái cảm xúc trong tranh có thể tăng lên khá nhiều vẻ nam tính. Thì trong đấy có cảm xúc lạnh lùng, cảm xúc hờ hững, cảm xúc phong trần. À, cái phong trần nó là phong thái chứ không phải là cảm xúc. Nhưng mà tôi liệt kê vào trong cái phần cảm xúc luôn, bởi vì nó thuộc yếu tố cảm nhận của người nhìn ha. Đấy. Một cái yếu tố nữa đó là yếu tố về chất. Yếu tố về chất này nó khá là trừu tượng đấy. Nó nặng cái tính chất cảm nhận nhiều. Thì yếu tố về chất, những cái người nam tính thường có tính chất thô ráp, rồi nó thô, nó rất là sần sùi, các bạn hiểu không? Đấy, những cái hình ảnh mang tính chất nam tính thường có yếu tố chất là thô ráp, sần sùi, tạo nên một cái chất rất là riêng, phong trần bụi bặm. Rồi, sau khi mà tôi đã nói xong thì những bạn nào có thể liệt kê lại cho tôi là những yếu tố ảnh hưởng đến cái nam tính, nam tính trên mặt hình ảnh là những cái gì không ạ? Các bạn bình luận sơ đi để tôi biết được, các bạn nắm được ạ. Trong thời gian đấy thì tôi sẽ tranh thủ tôi lấy sáng thêm ở đây nhá. Nếu mà có 5 người hiểu được thì tôi sẽ chia sẻ tiếp, còn nếu không tôi sẽ nói lại ạ. Các bạn có thể comment vào trong cái phần comment là các bạn nói về các cái yếu tố về mặt hình ảnh ảnh hưởng đến sự nam tính nhá. Các bạn bình luận đi ạ. 5 người hiểu, 5 người có thể nói lại cái vấn đề đấy thì tôi sẽ tiếp tục tôi truyền đạt đến cái yếu tố thứ hai, đó là cái phương pháp. Bây giờ đánh giá xong rồi chúng ta sẽ dùng đến cái phương pháp để cải thiện một cái mẫu bất kỳ. Các bạn bình luận nhé. Những cái yếu tố hình ảnh, những cái yếu tố dựa trên mặt hình ảnh ảnh hưởng đến sự nam tính. Các bạn bình luận nhé. Rồi, được một bạn rồi. Tiếp tục các bạn có thể nói lại đi, tôi xem là các bạn nắm được đến đâu. Nãy giờ tôi chia sẻ các bạn nắm được đến đâu. Bởi vì tôi biết là bài này khá là khó đấy. Cái vấn đề chia sẻ này khá là khó. Và chúng ta phải nắm được những cái tiền đề thì chúng ta mới có cái phương pháp để giải quyết nó được. Bất cứ một cái gì nó cũng phải có một cái gọi là dựa trên lý luận. Và từ lý luận đấy chúng ta có thể đi đến thực tiễn. Nào, ai có thể nói cho tôi lại một lần nữa về các yếu tố về mặt hình ảnh ảnh hưởng đến sự nam tính ở trong tranh không ạ? Năm bạn nha, tôi cần năm bạn bình luận cái vấn đề này thì tôi sẽ tiếp tục tôi chia sẻ để tôi biết rằng các bạn hiểu cái bài tôi nói, hiểu cái lời tôi nói. Và những cái lời mà tôi nói nó sẽ không bị vô ích, các bạn hiểu không? Bởi vì các bạn không hiểu được vấn đề này, các bạn sẽ không hiểu được những cái vấn đề về sau. Còn ai nữa không ạ?
Còn ai có thể chia sẻ cho tôi trong phần comment không ạ? Nếu mà các bạn không hiểu được vấn đề này thì nãy giờ các bạn coi là vô ích đấy. Bởi vì những cái phương pháp tôi nói phía sau hoàn toàn là dựa vào những cái quan điểm lý luận mà tôi nói nãy giờ. Rồi, đã ba bạn nói rồi, tôi cần thêm hai người nữa. Tôi cần thêm hai người trình bày lại vắn tắt thôi tất cả những gì tôi nói nãy giờ, là những cái yếu tố hình ảnh, những cái yếu tố trên mặt hình ảnh ảnh hưởng đến vấn đề nam tính trong tranh. Còn ai nữa à? Tôi thấy có bạn Kha Đào Duy này, bạn Nguyễn Văn Linh này, bạn Dâu Sắc Trần này. các bạn phía trước, còn bạn nào có thể nói cho tôi biết về yếu tố, những cái yếu tố về mặt hình ảnh ảnh hưởng đến đến cái vấn đề nam tính trong tranh không ạ? Vậy là hình như tôi nói nhanh quá đúng không? Tôi nói nhanh quá bởi vì tôi thấy là các bạn bình luận đều chưa đủ. Tôi thấy là các bạn những nãy giờ các bạn nói đều chưa đủ. Chưa đủ những cái vấn đề mà tôi nói nãy giờ, trong khi là tôi được truyền đạt rất chậm và tôi nói đi nói lại. Còn bạn nào không ạ? Còn bạn nào có thể nói cho tôi biết về các yếu tố trên mặt hình ảnh, các yếu tố ảnh hưởng đến nam tính dựa trên mặt hình ảnh thôi. Đấy, là những cái gì? Tôi cần một bạn nói nữa nhá. Sau đó thì tôi sẽ tiếp tục tôi chia sẻ cho các bạn. Tôi muốn rằng cái buổi chia sẻ của tôi có chất lượng, không bị vô ích. Bởi vậy mà tôi muốn là ít nhất là phải một nửa cái số người ở đây hiểu được những cái gì tôi nói. Nếu không thì cái buổi chia sẻ của tôi nó trở thành vô ích. Tôi rất là buồn. Còn ai không ạ? Còn ai có thể nói cho tôi biết về các yếu tố ảnh hưởng đến cái sự nam tính ở trong tranh dựa trên mặt hình ảnh là những yếu tố nào? Ở đây hơn 60 con người mà không còn ai có thể nói cho tôi biết được nãy giờ những cái gì mà tôi chia sẻ. Ở đây bây giờ cũng được gần 100 con người rồi đấy. Có thể ai có thể nói cho tôi biết là những cái yếu tố nam tính, những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự nam tính trên mặt hình ảnh thôi là những cái yếu tố gì mà nãy giờ tôi vừa mới truyền đạt xong? Còn ai không ạ? Còn ai không? Còn ai có thể nói cho tôi biết được không? Rồi, bạn Nguyễn Anh Tuấn. Bạn Nguyễn Anh Tuấn vừa trả lời là chân mày. Thì cái yếu tố này tôi không nói, nhưng mà bạn cũng trả lời đúng rồi, bạn Nguyễn Anh Tuấn. Còn bạn Kim Mắc Lê thì bạn phát hiện những cái yếu tố thì nó cũng có liên quan đến sự nam tính, nhưng mà nó cũng không liên quan lắm. Rồi, ok. Cảm ơn bạn Maria Loan. Thì tôi thấy là cũng có khá là nhiều bạn vào, có thể là sẽ không nắm được những gì tôi nói nãy giờ. Thì bây giờ tôi thấy cái số lượng người nó tăng lên nó cũng khá là nhiều. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ lại một lần nữa. Tôi sẽ chia sẻ lại một cái lần nữa tất cả những gì tôi nói, mà tôi nói tóm tắt thôi. Còn các bạn có thể là xem lại cái live stream này sau nhá. Live stream này thì hiện được phát trên fanpage của tôi, cái fanpage VHuy vẽ chân dung AZ nhá. Các bạn có thể hoàn toàn xem lại được. Tôi hứa sẽ không xóa cái video này, bởi vì những cái buổi live stream của tôi thì thường là tôi sẽ để lại cho mọi người làm một cái tài liệu. Tài liệu để mọi người có thể đi sâu hơn ở trong cái lĩnh vực chân dung. Thì đấy, tôi sẽ nói lại tất cả những cái gì mà nãy giờ tôi nói ảnh hưởng đến sự nam tính trên mặt hình ảnh. Trước hết là về căn nguyên, thì đàn ông châu Á nói chung, người châu Á nói chung, trong đó có đàn ông là nói riêng, đấy, thì thường bị ảnh hưởng bởi những cái đường nét cong nhiều hơn là nét thẳng. Cái đấy là yếu tố về gen. Bởi vậy đàn ông châu Á rất là thiệt thòi trên cái phương diện là nam tính trên mặt hình ảnh, bởi vì yếu tố đường cong là một yếu tố ảnh hưởng đến sự nam tính
ảnh hưởng xấu đấy. Đấy, thế thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta xét đến những yếu tố về mặt hình ảnh ảnh hưởng đến sự nam tính ở trong tranh hoặc là ở trong ảnh. Đấy là những yếu tố gì? Yếu tố thứ nhất là về nét. Về nét thì yêu cầu những cái mẫu nam tính đa phần là khối mảng rõ ràng, sử dụng nét thẳng nhiều. Đấy, về cái mặt cảm xúc thì có một số yếu tố cảm xúc ở trong tranh có thể tăng lên khá là nhiều vẻ nam tính. Ở trong đấy có yếu tố lạnh lùng, có yếu tố hờ hững, rồi có thêm cái chất phong trần, chất bụi, đúng không? Đấy. Về cái yếu tố thứ ba, cái phương diện thứ ba có thể ảnh hưởng đến cái nam tính về mặt hình ảnh là cái chất ở trong tranh. Cái chất ở trong tranh thì thường những cái tranh hoặc là cái hình ảnh nào mang cái yếu tố là thô ráp, sần sùi, tạo chất thì nó tăng lên cái phần nam tính ở trong tranh nhá. Đấy, sau khi trình bày xong những cái nguyên nhân ảnh hưởng đến cái yếu tố nam chính tính trên mặt hình ảnh thì chúng ta sẽ đưa ra được cái giải pháp là làm như thế nào để tăng cái sự nam tính ở trong tranh nhá. Thì tại sao là tôi lại chỉ xét trên mặt hình ảnh thôi? Bởi vì chúng ta vẽ tranh bởi vì chúng ta vẽ tranh nên là chúng ta chỉ cần trên mặt hình ảnh thôi, còn về mặt cảm xúc thì hoàn toàn chúng ta có thể chế nhá. Trước khi tôi đề ra cái phương pháp mà tăng yếu tố nam tính ở trong tranh thì mọi người giúp tôi chia sẻ cái video này về tường hoặc là về những cái hội liên quan đến vẽ để cho nhiều bạn biết hơn về cái phương pháp này nhá. Những ai chưa chia sẻ giùm tôi đi ạ. Các bạn chia sẻ giùm tôi nhá. Những ai chưa chia sẻ giùm tôi nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ cái cách làm sao để tăng cái sự nam tính trong tranh. Nãy giờ chúng ta mới chỉ nói đến nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng thôi, bây giờ chúng ta nói đến cách giải quyết. Thì cách giải quyết là gì? Cách giải quyết thứ nhất là chúng ta phải giảm nhá. Bởi vì là cái tính chất nam tính á thì có người không. Và nó là yếu tố về gen. Cho nên là chúng ta phải giảm hoặc loại bỏ những yếu tố dùng để hình dung ra nữ giới. Bởi vì đàn ông và nữ giới nó hoàn toàn khác biệt nha. Ví dụ như ở trong nữ giới người ta có thể nói là cô kia mọng quá, cái môi nó mọng quá. Thì khi đấy là người ta sẽ nói là cái môi của nữ giới đấy, của cái chị đấy, của cái em đấy đẹp. Nhưng mà nếu mà khen đàn ông rồi môi anh mọng quá thì nghe cũng căng đấy à. Các bạn có đồng ý với tôi không? Có ai đồng ý với tôi? Ai đồng ý với tôi cái vấn đề tôi chia sẻ rằng nếu mà sử dụng cái từ mọng để miêu tả môi của đàn ông thì là nó sẽ giảm cái sự nam tính không ạ? Bởi vậy Long Thiên Tính vào chậm thì chịu thôi chứ biết làm sao. Đấy, có ai đồng ý với tôi không? Có ai đồng ý với tôi là nếu mà sử dụng cái từ mọng để miêu tả môi đàn ông thì nó sẽ giảm cái sự nam tính rất nhiều không? Hả? Có ai đồng ý với tôi không? Đấy, thì chúng ta cái phương pháp đầu tiên là chúng ta phải giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn. Giảm hoặc loại bỏ nha. Loại bỏ thì không hoàn toàn được đâu. Chúng ta vẫn phải vẽ vào bởi vì nó là yếu tố của mẫu. Tôi nói ví dụ, tôi lấy ví dụ như là cái ảnh mẫu này, mẫu nam của chúng ta thì khá là tròn. Khuôn mặt thì khá là mịn và môi cũng rất là mọng nữa, thấy không? Bởi vậy cho nên là khi mà khách họ đặt cái tranh này, thực ra là bạn của tôi nhờ tôi vẽ giùm thôi, thì tôi mới suy nghĩ đến cái vấn đề là làm sao để tăng cái sự nam tính trong tranh. Tôi nghĩ đấy cũng là một cái vấn đề mà khá là nhiều người mắc phải nhưng mà còn không biết được là mình mắc phải như thế nào và mình phải sửa chữa làm sao nữa, ha. Đấy, thì cái bạn này cái đặc điểm này là hoàn toàn ứng dụng trên cái mẫu này của chúng ta này. Nó là mẫu thực tế để khi chúng ta sẽ dùng cái lý luận này chúng ta sẽ chỉnh sửa trực tiếp cái ảnh này. Đấy, thì cái phương pháp đầu tiên đó là giảm hoặc loại bỏ cao nhất có thể những cái yếu tố dùng để hình dung nữ giới.
như là mềm mại, mịn màng, tròn trịa nha. Tròn trịa thì đôi khi có thể là chúng ta cũng không giảm được nhiều đâu, bởi vì chúng ta phải cân nhắc cái vấn đề là giảm bao nhiêu để làm sao vẫn đảm bảo độ giống của mẫu mà nhìn nó vẫn đẹp hơn, nó vẫn nam tính hơn. Thì cái bài chia sẻ là nó cũng là một cái phần ở trong trong cái bài học của tôi, ở trong cái nhóm kín của tôi dạy cho học viên của tôi, nhưng mà nó chuyên về mẫu nam. Còn cái bài hôm nọ tôi chia sẻ nó là chuyên về mẫu nữ. Chuyên về mẫu nữ thì vẽ mắt long lanh các kiểu thì nó cũng có thể áp dụng cho nam, nhưng mà đối với nam mà chúng ta làm y như nữ là không được. Đối với nam mà chúng ta làm để cho mọng hơn, long lanh hơn, lung linh hơn thì nhiều khi nó cũng giảm cái nét nam tính của nam đi. Đấy, thì cái phương pháp đầu tiên là chúng ta phải giảm hoặc loại bỏ các yếu tố dùng để hình dung nữ giới như mềm mại, mịn màng, tròn trịa ha. Cái phương pháp là chúng ta sẽ sử dụng nét thẳng nhiều trong tranh. Những cái nét thẳng này có thể là do chúng ta phác thảo ban đầu, có thể do chúng ta phác thảo ban đầu hoặc là do cái lúc chúng ta đánh bóng. Ví dụ như cái tôi nói ví dụ thực tế ở trong cái mẫu này là cái phần má này chẳng hạn, cái phần má này hoặc là cái nét chỗ bên khóe miệng này chẳng hạn, là nếu mà chúng ta vẽ giống y như hình là nó khá là tròn, phải không? Thay vì thế chúng ta có thể vạch làm hai hoặc ba đường nó thẳng nó như thế này, rồi khi mà chúng ta đánh thì chúng ta phân mảng ra, chúng ta phân mảng, thay vì là phân mảng nó tròn nó cong thì bây giờ chúng ta có thể là vạch cho nhìn nó nhìn nó mạnh mẽ một tí xíu do cái đường phác của chúng ta ha. Thì tôi tin rằng cái điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái việc là độ giống của tranh, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái độ nam tính của mẫu. Tuy nó rất là bé và nhiều bạn không chú ý đâu, nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều đấy. Bởi vì có những cái bạn khác nhìn vào tranh của tôi nói là ủa không hiểu sao anh vẽ như vậy mà anh vẽ em cảm giác là nó đẹp hơn rất là nhiều, mà em không biết là nó khác những cái điểm nào. Nhiều điểm các bạn có thể phát hiện ra được, nhưng mà nhiều điểm các bạn không phát hiện ra được, bởi vì tôi dựa trên cơ sở lý luận tôi làm, chứ không phải là tôi dựa vào kinh nghiệm một phần nhá. Nhưng mà tôi dựa vào cơ sở lý luận. Đây, cơ sở lý luận của tôi là gì? Cơ sở lý luận của tôi muốn vẽ cho nam tính là phải giảm hoặc loại bỏ tất cả các yếu tố dùng để hình dung nữ giới, trong đó có mềm mại, mịn màng, tròn trịa, không? Một số từ khác nữa, nhưng mà bây giờ tạm thời tôi chưa có nghĩ ra, thì bây giờ tôi mới nghĩ được 3 từ thôi ha. Thì tôi sẽ chia sẻ. Rồi có thể bạn nào cảm thấy một cái từ nào mà nó phù hợp hơn thì các bạn có thể đề xuất vào trong đấy để tôi có thể bổ sung được cái chia sẻ của tôi nhá. Tôi có thể bổ sung được chia sẻ của tôi thì để cho các bạn hiểu hơn ha. Cảm ơn Nhật Tiên Sinh đã bỏ game để xem anh vẽ. Số của chúng ta hiện tại đang rất là đẹp, 99. Bây giờ nhảy lên hơn 100 rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hào hứng với cái bài tôi chia sẻ. Các bạn nào mà chưa có chia sẻ cái bài livestream này của tôi thì chúng ta chia sẻ giùm tôi nhé. Những ai chưa chia sẻ thì chia sẻ về tường hoặc trong các cái hội liên quan đến vẽ giùm tôi nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta xét đến cái yếu tố thứ hai. Thì yếu tố thứ nhất tôi nhắc lại này, chúng ta sẽ giảm hoặc loại bỏ tất cả các yếu tố dùng để hình dung nữ giới như là mềm mại, mịn màng, tròn trịa ha. Bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng nét thẳng nhiều hơn trong tranh. Các nét thẳng này có thể là chúng ta phác thảo khối mảng ánh sáng, thì chúng ta thay vì chúng ta vòng một cái nét cong như thế này thì chúng ta có thể vạch ra thành nhiều nét thẳng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ nam tính ha. Rồi, cái thứ hai vẫn thuộc về nét, đó là làm rõ các yếu tố thể hiện độ nam tính ở trong tranh. Thì những cái yếu tố nó ảnh hưởng đến độ nó thể hiện cái sự nam tính, theo tôi thì nó là yếu tố lông mày, yếu tố râu, nếu có các bạn nhá. Tóc cũng rất quan trọng nhá. Tóc các bạn nào mà vẽ mà nó cứ trau chuốt, mà nó mịn màng, nó bóng bẩy quá thì nhiều khi nó cũng không ra nam tính đâu. Nam tính nhiều khi chúng ta phải làm ra những cái sợi nó bay, nó tựa lưa, nó hơi rối rối một chút xíu thì nó mới ra được, các bạn hiểu không? Đấy, thì cái này là tiểu tiết thôi, nhưng mà chúng ta phải chú ý đến nó, bởi vì chính vì những cái tiểu tiết đấy góp nhặt lên một cái hình tượng ha. Một cái hình tượng này nó nam tính hơn trong mắt người nhận. Thì tôi tin rằng bất cứ ai là nam thì cũng muốn là hình ảnh của mình nam tính, các bạn hiểu không? Thì đây là một cái phương pháp để các bạn, những bạn đang vẽ tranh cho khách hoặc là những bạn nào mà vẽ tranh tặng bạn bè thì sẽ ra một cái sản phẩm nó đẹp hơn, nó
mãn nhãn hơn đối với người được nhận. Thì người ta có niềm vui thì mình là cái người vẽ, mình là cái người sản xuất ra cái đứa con tinh thần đấy, mình cũng vui lây đúng không bạn? Đấy. Cái phương pháp thứ hai, tiếp theo đó là đơn giản hóa về khối mảng, làm cho bớt tròn đi. Thì cái phương pháp này cũng là bổ sung cho phương pháp trên thôi. Quanh đi quẩn lại, chúng ta làm sao để cho những cái khối nó thẳng ra, nó rõ ràng ra, các cái sắc độ nó tách nhau ra, để cho tranh của chúng ta có thể là nhìn nó đừng có ủy mị, nó đừng có ba chấm quá ha. Tôi thì chưa biết dùng cái từ nào để tôi diễn tả cả đấy. Cái phương pháp tiếp theo đó là chúng ta tạo những cái yếu tố xù xì thô ráp như là râu, lông mày. Ví dụ như cái mẫu này ha, ví dụ như cái mẫu này, cái phần lông mày nó hơi nhạt nhòa một tí xíu, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nam tính. Nên là tôi ví dụ tôi che cái lông mày này, hoặc là tôi dùng Photoshop tôi có thể đè đậm cái phần lông mày lên, thì các bạn thấy là rõ ràng là cái tranh này sẽ nam tính hơn rất nhiều. Các bạn có nhận thấy ghê rồi không? Chào bạn Minh Thức Nguyễn. Các bạn có nhận thấy cái điều tôi nói không? Có bạn nào đồng ý với những cái điều mà tôi vừa mới chia sẻ không ạ? Đang còn một vài yếu tố nữa. Đang còn một vài yếu tố nữa, nhưng mà tôi muốn là trong lúc tôi chia sẻ thì các bạn sẽ nắm được những yếu tố tôi chia sẻ, bởi vì nãy giờ tôi cũng nói rất là nhiều. Các bạn nãy giờ nghe tôi chia sẻ thì có đồng ý với cái ý kiến của tôi không? Những bạn nào đồng ý thì có cho tôi cái nào, cho tôi vui nào. Đấy, thì trong khoảng thời gian chờ các bạn có thì tôi sẽ phát tiếp. Tôi sẽ tiếp tục lên. Nếu không là trong vòng hôm nay thì cái tranh này sợ cũng không xong đâu. Bởi vì tôi nói quá nhiều. Tôi cũng tôi muốn tôi nói thì các bạn có thể hiểu được điều tôi nói và tiếp thu được những cái kinh nghiệm của người đi trước. Tôi không dám nhận là tài năng hơn các bạn, nhưng mà tôi dám nhận là tôi có kinh nghiệm hơn các bạn, bởi vì tôi đã vẽ và tôi đã thực hành suốt 12 năm, hơn 12 năm. Thì cái phần kinh nghiệm của tôi thì có lẽ là hơn các bạn nhiều đấy. Những cái trải nghiệm của tôi, những cái vấp ngã của tôi thì hơn các bạn khá là nhiều. Đấy, cảm ơn bạn Hữu Thắng, cảm ơn bạn Khoai Tây. Chào anh AD Nguyễn Văn Thạo. Hello anh, chào em cái đi anh Thảo. Hôm nay thì một AD của ART diễn họa thủ công là người đã lập ra một cái sân chơi cho anh em, một cái sân chơi rất là lớn cho anh em. Sẵn tiện cũng có rất là nhiều anh em trong ART diễn họa thủ công thì em cảm ơn anh Thạo đã tạo ra một sân chơi cho anh em, đồng thời anh là một AD rất là có tâm và cũng có tài nữa. Đấy, xin chào và cảm ơn anh một lần nữa. Hiểu Thắng ơi, em nói gì anh không có hiểu. Anh nói dễ hiểu hơn là nhìn không ạ? Ngáo ộp. Khóa chân dung thì vẫn còn trong cái đợt 50% giảm 50% em nhé. Nếu mà em có muốn đăng ký thì có thể nhắn tin cho anh sau cái livestream này, anh sẽ trả lời luôn nhé. Đấy, thì tiếp tục tôi sẽ chia sẻ những cái phương pháp mà tạo nên cái sự nam tính trong tranh. Thì khi này tôi đã chia sẻ đến cái yếu tố gọi là tạo cái yếu tố xù xì thô ráp như là râu, lông mày, thì tôi cũng nói luôn là lông mày của mẫu này hơi nhạt và đồng thời là cũng thưa nữa. Sợi lông mày thì nó hơi mềm tí xíu. Thì chút xíu nữa chúng sẽ chỉnh sửa phần này. Thì khi mà tôi vừa nói phương pháp ra thì các bạn, tôi tin là các bạn sẽ nắm được nhiều hơn, ứng dụng vào thẳng trong cái mẫu này luôn, chứ không chỉ là nói bâng quơ bất cứ một cái mẫu nào loằng ngoằng, mà tôi sẽ chỉnh sửa trong cái mẫu này cho các bạn thấy luôn là những cái điều mà tôi nói có đi đôi với những cái điều mà tôi làm không, những cơ sở lý luận của tôi có đúng không ha. Đấy, thì tiếp đó ấy. Tiếp đến là một cái yếu tố nó khá là quan trọng. Cái yếu tố xù xì và thô ráp ở trong tranh thì tôi nói luôn là các bạn có thể sử dụng bằng nét nhá. Ví dụ như là ở trong tranh chúng ta, cái yếu tố xù xì chúng ta có thể tạo bằng cái việc là lên nét này. Các bạn có thể kết hợp là vừa trà
vừa chà vừa đánh bóng luôn. Thì ví dụ những cái phần nào cần mịn thì chúng ta để mịn, còn những cái phần nào mà không cần mịn, ví dụ như râu hoặc là tóc tai các thứ, ở những cái phần cần thiết, ví dụ như cái phần mà tóc mai bình thường á, bình thường chúng ta đánh như thế này. Đối với nữ giới thì chúng ta phải chà qua một lớp rồi xong bắt đầu thì chúng ta mới lên cái sợi tóc mai lòng hoàng, phải không? Nhưng mà đối với nam thì không cần, bởi vì cái yếu tố đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự nam tính ở trong tranh các bạn nhé. Thì tôi cũng rất là mong mỏi rằng là cái kiến thức tôi chia sẻ được các bạn áp dụng luôn trong cái event của ART diễn họa thủ công, để cho nhiều cái bài chất lượng hơn, để cho AD Nguyễn Văn Thạo là chấm đau đầu hơn thì tôi cũng rất là vui. Bởi vì đợt này thì tôi không làm AD event này, tôi cũng mong là những AD khác là chấm vất vả để hiểu được cái sự vất vả của vừa rồi event của tôi chấm. Đấy, thì một cái yếu tố cuối cùng, cái yếu tố cuối cùng này tôi mong rằng nhiều bạn hiểu được hơn, bởi vì nó liên quan đến vấn đề chế tạo cảm xúc ở trong tranh. Thì ở đây tôi chỉ đề xuất ra thôi. Rồi còn ví dụ như trong cái lúc mà tôi làm, thì tôi sẽ nói thêm ra bên ngoài một chút xíu. Chứ còn nếu mà để diễn giải cái để làm sao mà chế tạo cảm xúc thì bây giờ tôi cũng, nó cần một cái khối lượng kiến thức phải giải cho các bạn từ đầu đến cuối thì nó khá là dài, cho nên cái này tôi cũng chỉ đề xuất ra thôi. Còn các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ còn nhiều dịp khác, có thể là tôi sẽ chia sẻ một cách từ từ, hoặc là các bạn mà muốn học một cách mà chi tiết thì có thể tham gia cái khóa học vẽ online của tôi nhé. Đấy, thì tôi nói luôn về cái yếu tố tạo cảm xúc trong tranh. Thì chúng ta tạo yếu tố cảm xúc hoặc là nhấn đậm, đưa đậm nó lên. Những cái mẫu nào mà nó có rồi thì chúng ta làm cho nó đậm lên, nó nổi bật nó lên. Ví dụ như là cái yếu tố về lạnh lùng này, hờ hững này, phong trần này, bụi này. Về cái bụi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm được nhá. Cái vấn đề bụi và chất thì chúng ta có thể dùng nét để chúng ta làm được. Còn về yếu tố cảm xúc thì ví dụ như tôi nói lạnh lùng chẳng hạn, phải không? Thường ví dụ như mắt buồn á, tôi sẽ dùng một cái tờ giấy tôi minh họa cho các bạn sờ cái này tí xíu. Tôi nói sờ thôi, chứ còn giảng kỹ thì chắc thì cũng khó, bởi vì nó không có cái tiền đề trước, nó không có yếu tố như khi nãy tôi nói là yếu tố về tiền đề á. Yếu tố về tiền đề các bạn phải hiểu được yếu tố về tiền đề, nguyên nhân như thế nào nó mới ra kết quả như vậy được chứ không ấy. Còn bây giờ thì tôi sẽ nói một số cái hiểu biết của tôi, gọi là cái kinh nghiệm thực tế thôi. Ví dụ như khi các bạn vẽ mắt buồn thì mắt buồn nó sẽ ảnh hưởng bởi vài yếu tố. Mắt buồn nó sẽ ảnh hưởng bởi vài yếu tố. Ví dụ như cái đầu lông mày thường là nhếch lên trên ha. Đấy, và nó sẽ xuôi về hai bên. Đầu lông mày sẽ xuôi về hai bên, phía bên thái dương á. Và cái mắt cũng sẽ có hướng như vậy. Đấy là cái, đấy là về cái mặt, hình khối cơ ở trong vẽ mắt á. Thì khi người ta buồn á, thì mắt sẽ có cái xu hướng mà xuôi về hai bên thái dương. Miệng cũng có cái xu hướng tương tự như vậy. Đấy là một cái cách để chúng ta chế tạo cảm xúc, một trong rất là nhiều cách thôi nha. Nhưng mà cái này, yếu tố này là về yếu tố về kỹ thuật, còn yếu tố về cảm xúc thì ở đây tôi không đủ cơ sở để tôi chia sẻ, bởi vì là nó phải truyền quá nhiều kiến thức đi. Đấy, còn yếu tố lạnh lùng ở trong tranh á, các bạn chú ý nhé, bởi vì bạn cái yếu tố này là nó liên quan trực tiếp đến cái bài của chúng ta, cái bài làm cho nam tính. Thì yếu tố lạnh lùng thì nó ngược lại với buồn nhé. Lạnh lùng thì mắt có xu hướng là hơi xách lên trên nhá. Bình thường là mắt chúng ta đã có xu hướng là hơi xách lên trên rồi. Và cái thứ hai đó là yếu tố lạnh lùng thường kết hợp với nhìn lên nhá. Mắt nhìn lên, các bạn hiểu không? Khi mà mắt nhìn lên thì nó như thế nào? Mắt nhìn lên, xách cộng nhìn lên thì mất tầm khoảng 75% là nó sẽ ra mắt lạnh lùng các bạn nhé. Ví dụ như khi mà mắt nhìn lên thì cái phần từ lông mi đến cái phần mí mắt trên nó sẽ thu hẹp lại, các bạn thấy không? Khi mà các bạn nhìn lên thì cái mí mắt của bạn sẽ thu hẹp lại, nó sẽ hẹp lại, các bạn hiểu không?
Khi mà mắt lạnh lùng á, nó sẽ có hai yếu tố. Thứ nhất á, là nhìn lên ha. Nhìn lên. Yếu tố thứ hai là mắt xách. Mắt xách. Đuôi. Đuôi mắt nó xách lên nhá. Đuôi mắt nó xách lên. Còn mắt buồn thì ngược lại, các bạn hiểu không? Lông mày nó cũng vậy nhá. Còn một số người nó dựa vào cái yếu tố, một số người thì lạnh lùng nhưng mà nó chỉ gọi là hơi hơi xách lên thôi, một số người thì nó lại xách lên nhiều, bởi đấy là do cái khối cơ mặt của từng người. Nhưng mà cái này là tổng hợp cái quy tắc. Thì mắt lạnh lùng là thường mắt đuôi mắt xách lên và mắt nhìn lên, thường là phải nhìn lên. Thì khi mà nhìn lên nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái hình thái của mắt? Khi nhìn lên á thì cái phần thứ nhất là cái đuôi mắt xách. Thứ hai là khi nhìn lên thì cái khoảng cách giữa mi trên và mí mắt nó sẽ thu hẹp lại các bạn nhé. Một số người ví dụ như bị mí mắt lật á, là khi mà các bạn nhìn lên là gần như không thấy mí mắt trên á. Đấy là do các bạn nhìn lên. Đấy, thì tôi nói như vậy để các bạn hiểu được là như thế nào. Đấy, thì các bạn muốn mà tạo cho mắt nó lạnh lùng thì các bạn sẽ cố gắng đưa cái đuôi mắt lên một chút xíu nhá. Từ cái lý luận này các bạn sẽ cố gắng đưa cái đuôi mắt lên một tí xíu thôi. Đấy, đưa cái thay vì là nó xách xuống như thế này thì bây giờ các bạn đưa đuôi mắt lên một tí xíu, không nên quá nhiều nhá, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng độ giống, nhưng mà chút xíu thôi. Chút xíu thôi thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng. Đấy, cộng thêm là các bạn làm hẹp cái phần này lại. Làm hẹp cái phần mí mắt lại nhá. Thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng về lạnh lùng. Đấy. Rồi ngoài ra nó còn có là hờ hững. Hờ hững thì thường là nó để mắt tự nhiên và thường là nhìn mông lung nhá. Thường là nhìn mông lung thì nó sẽ tạo ra yếu tố hờ hững. Mà cái yếu tố mông lung đấy thì nó lại phụ thuộc vào ánh sáng trong mắt. Cái vấn đề này nó cũng vượt quá cái giới hạn kiến thức cái bài này, cho nên tôi cũng khó là chia sẻ. Tôi chỉ có thể chia sẻ ra gọi là nguyên nhân liệt kê thôi. Các bạn hiểu không? Đấy. Rồi, nãy giờ chúng ta tổng hợp lại tất cả những yếu tố chúng ta nói. Tổng hợp lại tất cả những yếu tố chúng ta nói. Tôi sẽ kiếm một tờ giấy để tôi tổng hợp lại cho các bạn những yếu tố nãy giờ chúng ta nói, đồng thời là sẽ áp dụng được cái mẫu này luôn. Thì tất cả những yếu tố chúng ta nói có thể áp dụng lên cái mẫu này là cái gì? Thứ nhất này, sử dụng nhiều nét thẳng. Sử dụng nhiều nét thẳng. Thứ hai đó là làm đậm lông mày. Bạn nào hình như khi nãy có bạn nào nói là làm đậm mày nhé, tôi quên nhỉ, bạn nào nhỉ? Bạn nào khi nãy tôi hỏi về cái yếu tố tạo nên cái sự nam tính về mặt hình ảnh nhé. Bạn nào nãy khi mà tôi hỏi về cái yếu tố nam tính về mặt hình ảnh có nói tôi là về cái lông mày nhỉ? Bạn nào nhỉ? Khi nãy bạn nào nói cái yếu tố lông mày ấy nhỉ? Các bạn chờ tôi xíu nhá. Bạn nào ấy trả lời tôi ở trong kia đi ạ. Khi nãy bạn nào nói là cái yếu tố về mặt hình ảnh là có yếu tố lông mày nhỉ? Khi nãy bạn nào trả lời ấy nhỉ? Khi nãy bạn nào trả lời là yếu tố về lông mày á? Bạn nào nhỉ? Để tôi xem lại xem bạn nào. Tôi xem lại xem nãy bạn nào nói là về mặt lông mày ở cái phần hình ảnh ảnh hưởng đến sự nam tính là có lông mày ấy nhỉ? Hình như bạn mới thoát ra rồi. Đây, bạn Nguyễn Anh Tuấn. Bạn nói khá là chuẩn xác, nó có thể áp dụng ở trong mẫu này luôn. Các bạn chờ tôi một xíu. Tôi đi xin điếu thuốc. Những lúc mà nói hằng là thèm thuốc lắm.
À, tôi mới về các bạn ạ. Mới qua bên phòng bên xin được ít thuốc. Tôi nãy giờ tôi thèm quá rồi, tôi nói không ra hơi luôn mà. À, bạn Hưng Đình lên nói là nhà nghe buồn ngủ quá à. Anh tắt nha. À, ai muốn tắt nhạc không? Hả? Những ai muốn tắt ai muốn tắt nhạc thì có cho tôi cái nào. Nếu mà ba bạn kêu tắt nhạc thì tôi sẽ tắt luôn. Tôi sẽ đổi, hoặc là tôi sẽ đổi sang một cái nhà khác. Vậy là không có bạn nào muốn tắt nhạc phải không? Rồi. Tôi đổi nhạc à? Giờ các bạn muốn đổi sang nhạc gì? Để tôi kiếm xem cái nhạc nào hay hay không, tôi đổi cái. Đúng rồi, tôi cũng quên đấy. Bài chúng ta đang nói về cái sự nam tính ở trong tranh mà nghe cái nhạc này buồn quá không? Nữ Như Tình à? Nữ Như Tình thì khác gì cái bài này đâu. Cái bài tôi vừa mở đấy là cái bài bài tôi vừa mở là bài Trường Tương Tư. Bài này tôi khá là hay nghe. Nghe cái lúc vẽ tranh nó hay phết đấy các bạn. Cái gì nhỉ? Thôi để tôi bật bài khác. Trong này hình như có đấy. Để tôi bật một bài nhạc khác nhá. Nó cũng hơi buồn nhưng mà chắc là cũng không buồn lắm. Theo nhảy trong này nó ghi là 1 tiếng. Chết rồi, đau luôn rồi. Đây rồi. Xin chào các bạn. Hôm nay trục trặc một chút xíu cho nên là tôi ai ở đây thì chúng ta chào nhau 1 tiếng nhé.
Chào Đào Bích LT. Chúng ta trò chuyện chút xíu để cái số lượng người ấy đông đông lên chút xíu, chúng ta bắt đầu vào làm việc nhá. Trong thời gian đấy thì như là mình đã hứa với cả mấy anh em thì để mình xin phép ít phút đầu để mình chia sẻ cái video này về tường. Mình xin phép mấy phút đầu để mình chia sẻ cái video về tường nhé, với lại lấy link cái. Hôm nay mọi người có gì vui không? Hết thuốc rồi mọi người ạ. Vậy ăn thiếu thuốc là sao được bây giờ? Rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn cơ sở lý luận để chúng ta có thể làm cái tranh này cho nó nam tính hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào thực hiện luôn, thì các bạn sẽ chứng thực được cái kết quả nãy giờ tôi nói nó có đúng hay không, hay là tôi nói xạo, tôi chỉ nói cho vui thôi, tôi chỉ nói cho nó hay thôi, còn tôi không có làm được. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái điều đấy các bạn nhé, chúng ta bây giờ sẽ làm cái điều đấy luôn. Thì trước hết tôi cũng làm tóc cho nó đã ha. Tôi sẽ phân mảng tóc cho nó. Đấy, thì có cái yếu tố mà chúng ta nhấn mạnh ở trong này nhất, đó là vẫn là sử dụng nhiều nét thẳng cho cái việc, ngay cả việc chúng ta đánh bóng lẫn chúng ta phác thảo nhé. Cái bạn gì tên Trung Quốc bảo là mình không có đọc được tên bạn, xin lỗi bạn nhé. Bạn bảo là vẽ có khó không? Thì nói chung là bạn làm cái gì mà bạn không chú tâm thì chắc là cũng khó đấy. Còn làm cái gì chú tâm thì bạn làm có khó thì bạn vẫn có thể vượt qua được nhá. Bằng chứng là ở đây, hiện tại ở đây là mình tôi thấy được cũng mấy nghìn lượt xem rồi đấy. Thì những cái người này đều trải qua khó khăn cả nhá. Phải có khó khăn thì nó mới tôi luyện cái niềm đam mê của bạn được. Chứ mà làm cái gì nó dễ dàng quá thì cũng rất là khó nhá. Mình phải xác định là con đường khó khăn nhưng mình vẫn đi thì nó mới là cái đam mê của mình. Chứ còn nếu mà cái gì mà dễ dàng đạt được thì nó cũng dễ dàng mất đi thôi bạn nhé. À rồi, bạn Mạnh Bùi có hỏi là ánh sáng phản chiếu vào con người nên thế nào? Thì tôi cũng có chia sẻ qua cái bài vừa rồi rồi. Nếu mà bạn đang vẽ ở cái mức độ là mức độ cơ bản á, tức là bạn vẽ ở mức độ đang cơ bản, đang tập vẽ thôi, thì tôi nghĩ rằng bản thân tôi nghĩ rằng bởi vì tôi cũng trải qua rồi thì tôi thấy là bạn chưa nghĩ đến cái việc mà chế ánh sáng ngay bây giờ. Bạn hiểu không? Có hai cách, một là bạn chế ánh sáng, hai là bạn sẽ bạn sẽ nghĩ đến cái việc là chế ánh sáng cho nó. Một là chép y, hai là chế ánh sáng. Thì chế ánh sáng như thế nào thì bạn có thể xem lại cái video cũng mới hôm qua thôi. Tôi mới chia sẻ là cái việc về cái việc mà vẽ mắt đẹp hơn mẫu, thì tôi có chia sẻ trong đấy cái việc là chế ánh sáng nhé. Bạn hoàn toàn có thể xem lại cái video đấy ở trên tường tôi. Bạn hoàn toàn có thể xem qua cái video đấy ở trên tường tôi nhé. Bây giờ tôi tiếp tục tôi vẽ tóc.
Trong thời gian mà tôi vẽ này thì các bạn hoàn toàn có thể đặt những câu hỏi, nếu mà trong khả năng tôi trả lời được thì tôi sẽ giúp đỡ các bạn nhé. Tôi thì cũng không ngại cái việc đấy đâu, ngoại trừ một số câu hỏi nằm trong những cái phần đặc biệt, không phải là tôi giấu nghề đâu, nhưng mà nếu mà nó nằm trong cái kiến thức mà tôi dạy cho học viên của tôi á, thì chắc là tôi cũng sẽ không trả lời được các bạn nhé, bởi vì cái vấn đề đấy là nó ảnh hưởng đến quyền lợi học viên của tôi, cho nên là các bạn cũng thông cảm cho tôi. Còn những cái vấn đề mà không nằm trong học thì tôi có thể giúp đỡ các bạn. Và tôi nghĩ rằng cái số lượng câu hỏi mà tôi có thể giúp đỡ các bạn cũng khá là nhiều đấy. Bởi vì là những cái đấy về cái cách vẽ hay là như thế nào đấy, thì hoặc là tư vấn về vật liệu các thứ thì tôi có thể giúp các bạn. Chào Duy Ngọc. Ở đây có ai là mem của ART diễn họa thủ công nhỉ? Ai là mem của ART diễn họa thủ công thì điểm danh cái tôi xem là ART diễn họa thủ công, ở lên đây xem cái livestream của tôi nhiều không nào? Bởi vì tôi cũng là AD của nhóm nên cũng rất là quan tâm đến nhóm. Ở đây trong 100 người đang xem cái livestream của tôi thì có ai là mem của ART diễn họa thủ công thì chúng ta gọi là điểm danh cái nào, điểm danh xem là cái hội ART diễn họa thủ công có mặt ở đây nhiều không, xem có mạnh không nào. Những mem nào ở đây là mem của ART diễn họa thủ công? Chào bạn Trúc Ngọc. Bạn Trúc Ngọc thì đang là học viên của tôi, cố gắng lên trước nhá. Điều kiện công việc thì không ít có điều kiện để học, nhưng mà anh tin là em sẽ sắp xếp được thời gian để em làm bài tập nhé. Cố gắng làm bài tập theo các bạn để cho nó kịp chương trình. Nó kịp chương trình thì mình học hỏi nhiều thì anh cũng sẽ có nhiều cái hỗ trợ giúp em ở trong cái quá trình em làm việc nhé. Thì có gì thì em có thể đăng vào trong nhóm kín thì anh sẽ giúp em hỗ trợ. Chào bạn Nguyễn Văn Linh, mem của ART diễn họa thủ công hả? Chào bạn Hưng Lê Đình. Bạn này tên gì đây? Rồi bạn Noriko Notaka có hỏi là học vẽ nên bắt đầu từ đâu? Thì theo ý kiến của anh thì em học ở đâu? Em học ở lớp vẽ hay là em học ở cái trung tâm gì đấy, thì cái mà em chú ý nhất, cái mà đi với em lâu dài nhất, đó là cái vấn đề về em dựng hình nhá. Em phải cố gắng tập trung vào cái vấn đề mà dựng hình cho nó chắc đi đã, đừng có suy nghĩ đến cái việc là làm sao cho đẹp, mà mình phải suy nghĩ đến vấn đề là làm sao cho vẽ đúng đã nhá. Em học ở đâu thì cũng thế, học ở đâu thì cái vấn đề dựng hình nó vẫn là quan trọng. Đừng có phụ thuộc quá nhiều vào các cái phương pháp dựng hình chép tranh nhé. Đấy là mình cũng không phải là mình các cái phương pháp mà dựng hình chép tranh đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái phương pháp đấy nó hạn chế rất là nhiều. Nó hạn chế rất là nhiều ở cái mặt gì? Ở cái mặt là các bạn kém khả năng sáng tạo, kém khả năng tư duy, các bạn thấy không? Trong dựng hình nó cũng giống như toán học, là các bạn làm một cái phương pháp, các bạn luyện tư duy nhá. Các bạn luyện tư duy bằng cái phương pháp dựng hình, cho nên là các bạn phải chú ý học cho thiệt là tốt cái phương pháp dựng hình đi. Mình làm cho chắc tay đi rồi mình làm cái gì mình làm. Chứ còn nếu mà mình phụ thuộc vào cái phương pháp, các cái phương pháp mà chép tranh quá nhiều á, thì nó sẽ giảm khả năng sáng tạo của các bạn đi rất nhiều. Về tương lai ngắn thì các bạn chưa thấy được ngay đâu, nhưng mà về tương lai dài thì các bạn sẽ thấy là cái nhược điểm của nó to từ lưa luôn đấy. Đấy, các bạn phải chú ý cái điểm đấy nhá. Tập trung vào cái phương pháp dựng hình
truyền thống nhiều vào. Tuy là nó khó khăn, nó có cái bước đầu nó khó ấy đấy, nó khó tiếp cận, nhưng mà về lâu về dài là nó sẽ rất là có lợi cho các bạn trong cái việc các bạn vẽ hay là các bạn sáng tạo ra cái nọ cái kia đấy. Chú ý vấn đề dựng hình nhé. Chia sẻ của tôi thì rất là thật lòng của một người đi trước, chứ không phải là nhiều bạn cứ suy nghĩ rằng tôi lên đây để kiếm học viên là như nọ ấy kia. Nhưng mà đấy là một phần, tôi không thể tôi nói là tôi khẳng định là tôi không phải lên đây để tôi kiếm học viên. Nhưng mà cái việc mà tôi kiếm học viên đó là cái chuyện đời sống của tôi. Còn cái việc tôi có kiếm học viên hay không đi nữa thì tôi vẫn giữ cái đam mê của mình, các bạn hiểu không? Tôi vẫn giữ cái đam mê của mình, tôi vẫn phải sống với nghề chứ. Tôi vẫn phải có những cái người bạn để tôi chia sẻ kỹ thuật, để tôi chia sẻ đam mê của tôi, để tôi giữ được cái lửa của tôi chứ, đúng không? À đúng rồi, bạn Đỗ Đức Phú ơi, mình ở Thanh Hóa. các bạn ở đây có những cái câu hỏi nào bên kỹ thuật vẽ, nếu mà các bạn cảm thấy là đang còn khó khăn những cái vấn đề mà muốn mình hỗ trợ cái gì đấy thì có thể viết ở đây, mình sẽ giúp các bạn hết sức trong khả năng có thể, trong điều kiện có thể, mình sẽ giúp các bạn có được những cái kỹ thuật đấy một cách gọi là dễ dàng hơn các bạn tự tìm hiểu rất là nhiều, các bạn hiểu không? Thì nhân cơ hội chúng ta cũng gặp ở đây. Rồi trong cái buổi livestream này thì có khó khăn gì các bạn cứ nói, mình sẽ hỗ trợ hết sức nhé. Mình sẽ hỗ trợ hết sức trong cái buổi livestream này đến lúc kết thúc. Thực ra thì hôm nay mình rất là buồn ngủ, nhưng mà do là đã có hẹn cho với các bạn từ trước rồi, cho nên là thôi thì cũng cố gắng lên ngồi chơi với anh em. Nãy giờ khi mà livestream được hồi thì nó cũng bớt buồn ngủ rồi, chém gió dữ quá cho nên là cũng bớt buồn ngủ được tí rồi. Mình thì rất là dễ tiếp xúc. Rồi nhân cơ hội ở đây thì cũng có khá là nhiều người xem, thì mình cũng chia sẻ luôn là như thế này. Có khá là nhiều người nhắn tin cho mình, nói là nhắn tin kết bạn mãi mà mình không có chịu chấp nhận. Cũng không phải đâu, bởi vì là cái số lượng bạn bè của mình nó cũng giới hạn đó, cho nên là không phải ai kết bạn mình cũng ấy được, cho nên là có cái vấn đề gì các bạn có thể thông cảm cho mình nhé. Không phải ai mình không thể nào mà mình xóa bạn bè của mình, những người thân của mình đi để kết bạn những người bạn mới được, cho nên là hoặc là mình cũng có nhiều cái thứ công việc quá, mình không thể nào mà ai mình cũng có thể trả lời được chu toàn được. Cho nên là nếu mà các bạn mà nhắn tin hoặc là các bạn comment Facebook hay là cái gì đấy mà mình không thể trả lời ngay được thì các bạn cũng thông cảm cho mình. Các bạn biết mà, mình cũng đi làm rồi, mình đâu thể suốt ngày mình online Facebook của mình nọ kia đâu, phải không? Cảm ơn bạn Hưng Trần. À, bạn Nguyễn Ngọc Thảo Vi, bạn nói anh chả đọc là như thế nào? À, anh không có đọc á hả? Ồ, có thể là bạn Nguyễn Ngọc Thảo Vi ơi, có thể là cái hộp thư các bạn nhắn tin thì có thể là nó sẽ vào cái hộp thư chờ của mình đấy. Thì chút xíu nữa mình xem có gì mình kiểm tra, rồi nếu mà bạn nhắn tin trong đấy thì mình sẽ trả lời nhé. Nếu mà không phải bạn bè thì các bạn nhắn tin có thể là nó sẽ vào hộp thư lọc. Hộp thư đã lọc thì cái đấy không phải lúc nào mình cũng kiểm tra các bạn nhé. À, Hưng Trần ơi, mình nói chung là nó cũng bất tử lắm. Mình cũng bất tử lắm. Hôm nào hứng hoặc là hôm nào có mẫu gì đấy thì mình sẽ thông báo vào buổi chiều, và mình sẽ livestream vào buổi tối. Nó cũng rất là lẹ thôi, chứ cũng không phải cái gì đâu mà nó có kế hoạch rõ ràng cả tuần đâu. Ví dụ như nếu buổi chiều hay là buổi tối có một cái tranh gì đấy nó hay chẳng hạn, thì có thể buổi tối mình sẽ livestream, mình sẽ thông báo trước ở trên Facebook của mình ha, hoặc là ở trong nhóm. Nhưng mà nhóm thì rất là nhiều người cho nó hay bị trôi. Thì mình hay thông báo ở trang cá nhân nhé. Mình sẽ thông báo thông thường vào buổi chiều. Thông thường vào buổi chiều mình sẽ th-
thông báo. Mình sẽ thông báo ở trên đấy là hôm nay vào 8 rưỡi gì đấy mình có live stream chia sẻ kỹ thuật, cái chủ đề nó là cái gì. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên đấy, ở trên Facebook mình có cái nút theo dõi ấy. Thì mình thông thường ở trên trang cá nhân của mình thì mình đăng khá là nhiều cái bài mà nó hữu ích cho cái việc các bạn vẽ, cho cái việc các bạn vẽ. Ví dụ như mình thường đăng những cái tác phẩm mà mình cho là nó có cái chất riêng của nó hoặc là cái vấn đề cảm xúc của nó tốt thì mình hay đăng vào trong cái trang cá nhân. Hoặc là nếu mà các bạn mà muốn học vẽ nhưng mà không có điều kiện để tham gia lớp online của mình thì không phải là ấy đâu, các bạn có thể like cái trang mà mình đang phát này, trang Vê Huy vẽ chân dung AZ á. Thì ở trong đấy mình cũng có hay có chia sẻ một vài cũng liên tục đấy, mình cũng chia sẻ liên tục là những cái phương pháp để mình có thể dựng hình bóng khối ra như làm sao, cái kiến thức là đa phần là kiến thức cơ bản nhé. Thì các bạn có thể like cái trang đấy hoặc là theo dõi cái trang Vê Huy vẽ chân dung AZ đấy. Thì trong điều kiện các bạn không có điều kiện tham gia cái lớp online của mình thì các bạn có thể like cái trang đấy để các bạn cập nhật kiến thức, hoặc là có thể theo dõi cái trang Facebook cá nhân của mình. Thì mình cũng rất là hay chia sẻ ở trên trang cá nhân của mình. Nhưng mà nếu các bạn mà muốn học một cách có hệ thống á, thì nên suy nghĩ đến cái việc là tham gia một cái lớp học chính thống, có thể là lớp của mình hoặc là một cái lớp ở trung tâm gì đấy, ở cái lớp vẽ gần nhà các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy cái phương pháp học đấy nó là tốt thì các bạn cứ học, dành thời gian cho đam mê chưa bao giờ là muộn cả các bạn ạ. Các bạn hiểu không? Thì thực ra cái lớp online nó là một cái phương án thôi, nó là một cái phương án thôi trong rất là nhiều phương án khác, miễn các bạn giữ được đam mê, các bạn giữ được cái niềm yêu thích vẽ của mình thì đấy là cái điều tốt. Mình cũng chỉ mong như vậy thôi. Thì có thể là các bạn không là học viên của mình nhưng mà các bạn có thể là những người cùng chia sẻ với mình những cái kỹ thuật, hoặc là anh em ở trong cùng giới vẽ, thì cái điều đấy cũng rất là tốt, không có cái gì là chê trách cả. Các bạn hiểu không? Tên Facebook anh hả em? Tên Facebook anh là Nguyễn Văn Huy. Em có thể tra cái trang tra là Vê Huy KTS nhá. Đây là anh ghi đây này, Vê Huy cách ra KTS. Cái này là cái trang hồi xưa của anh. Bây giờ nó bị đổi tên thành Nguyễn Văn Huy rồi. Hình đại diện là một cái hình tự họa của mình, vẽ đàn trắng nhé. Chúng ta quay lại với cái vấn đề để làm sao để vẽ cái mẫu này cho nó nằm tính hơn. Chết rồi, mình bị mình quẹt nhầm cái này. Cứ ở đây. Thì này giờ tôi đã đưa ra các hệ thống lý luận là gì, các cái hệ thống lý luận, và sau đó tôi đã kết luận ở trong cái ảnh này là gì, là sử dụng nhiều đường nét thẳng cho việc phác thảo, phân chia mảng khối đấy. Cái thứ hai là làm đậm lông mày, cái thứ hai là phân khối môi, cái tiếp theo là phân khối môi. Thì các bạn thấy này, bởi vì bây giờ tôi sắp làm đến phần môi cho nên tôi sẽ chia sẻ sẽ tiếp cái phần phân khối môi này. Tại sao tôi lại nói là phân khối môi và tách mảng cho nó, là bởi vì chúng ta vẫn phải giữ được cái hình dáng môi này nhé. Chúng ta vẫn phải giữ được hình dáng môi để đảm bảo rằng ok nó vẫn giống, nhưng mà chúng ta cố gắng để nó thoát khỏi cái tình trạng là cái môi nó quá mọng các bạn nhé. Nếu mà chúng ta làm quá mọng thì nó sẽ như là khi nãy tôi chia sẻ, nó sẽ rơi vào cái phạm trù gọi là hình dung cho nữ giới như là mềm mại, mịn màng, tròn trịa, không mọng. Có bạn nào định phát ngôn là ngon đấy. Đấy, thì đấy những cái vấn đề này là chúng ta giảm thiểu đi, bởi vì hôm nay bài chúng ta học là tăng cái độ nam tính ở trong tranh, cho nên chúng ta sẽ làm tăng cái chất, tăng cái xù xì của cái tranh nó lên. Mà vẫn đảm bảo được là ok giống mà nó vẫn đẹp, đúng không? Cái nét đẹp của nam tính nó hoàn toàn khác với nét đẹp của nữ giới nhé. Nét đẹp của nam nó hoàn toàn khác với nét đẹp của nữ. Tôi thấy rất là nhiều bạn sa đà vào cái việc là như thế nào,
là tả làm sao cho mịn mẫu nam, mà càng làm như vậy, càng làm nó càng mịn, nó càng ấy, thì cái tranh của mình nó càng ái, thế mới khổ. À, cho nên các bạn rất là cẩn trọng trong cái việc làm đẹp, nhưng mà trước hết là chúng ta phải nắm được cơ sở lý luận đã. À, tùy thì có thể là có một số bạn thích là cái vẻ đẹp nó giống Hàn Quốc thì các bạn có thể thấy như vậy là đẹp, thì các bạn cứ giữ cái quan điểm của các bạn. Còn bây giờ tôi quan điểm mà tôi thích đàn ông nam tính, tôi giữ cái quan điểm của tôi, cái vấn đề đấy là không có cái gì cả. À, trong cuộc sống của chúng ta thì nó phải có nhiều cái ý kiến trái chiều, phải có nhiều cái ý kiến trái chiều thì nó mới tạo ra cái sự sinh động, nó tạo ra nhiều góc nhìn. Chứ còn nếu cái gì nó cũng nhất nhất theo một cái quy chuẩn thì nhiều khi nó áp đặt quá, các bạn hiểu không? À, hôm nay thì tôi chia sẻ cái vấn đề gọi là vẽ mẫu làm sao nam tính. Ờ, à, thì để dành cho những cái bạn nào mà thích cái vẻ đẹp nam tính. Còn ví dụ như bạn thích cái vẻ đẹp nó mềm mại hơn thì có thể là bạn giữ quan niệm của bạn và bạn cứ tả tranh theo cái bạn yêu thích. Còn bây giờ tôi chia sẻ ở cái mặt này, ở tôi yêu thích như vậy, tôi chia sẻ ở cái mặt đấy. Còn bạn nào không thích như thế thì có thể làm theo cái hướng ngược lại, thì nó sẽ đảm bảo được cái vấn đề bạn thích, nó vẫn đảm bảo được cái yếu tố đẹp trong con mắt của bạn. Thì yếu tố đẹp nó là một cái yếu tố nó rất là khó xét đoán. Người này có thể cho là đẹp nhưng người kia có thể cho là xấu, cái vấn đề đấy là hoàn toàn bình thường. À, bạn nào thấy tất cả những gì hôm nay tôi chia sẻ có hiệu ích cho bạn thì bạn nhấn có cho tôi một cái cho nó vui nhé. Bạn nào ở đây đang xem nãy giờ cảm thấy cái bài chia sẻ của tôi hôm nay nó hữu ích, tuy là nó chưa xong đấy nhưng mà cũng được gần xong rồi, thì các bạn nhấn là có hiệu ích cho tôi, hoặc là hữu ích cho tôi để tôi cảm thấy nó vui. Có thể là ở những cái buổi sau tôi sẽ tạo ra một số cái chủ đề mới thì để cho các bạn cùng tham gia cho vui. Đấy, những bạn nào cảm thấy cái buổi chia sẻ của tôi hôm nay nó hữu ích, các bạn nhấn có giùm tôi hoặc là nhấn hữu ích giùm tôi nhá, để tôi cảm thấy cũng có cái nguồn động viên chia sẻ. Bạn nào nhờ? Những bạn nào cảm thấy cái buổi chia sẻ của tôi hôm nay nó hữu ích thì nhấn có giùm tôi nhé. Những bạn nào thấy cái buổi chia sẻ của tôi hôm nay nó hữu ích, còn bạn nào cảm thấy hữu ích nữa không? Còn bạn nào cảm thấy cái buổi chia sẻ của tôi hôm nay nó có lợi ích cho các bạn, để các bạn nắm được kiến thức, để các bạn có thể triển khai được những cái ý tưởng của mình, thì các bạn nhấn có hoặc là nhấn hữu ích cho tôi, thì tôi cảm thấy an ủi là cái buổi hôm nay tôi làm, tôi bỏ thời gian tôi live stream, tôi cũng nói chuyện với mọi người và tôi chia sẻ kinh nghiệm của tôi, thì các bạn cũng nắm được cái điều, cái tâm nguyện của tôi cũng có ích cho các bạn, thì các bạn nhấn là hữu ích giùm tôi để tôi cũng cảm thấy là an ủi. Còn ai cảm thấy cái bài chia sẻ của tôi nó hữu ích không ạ? Những ai cảm thấy hữu ích? À, cảm ơn bạn Nguyễn Văn Linh. À, nếu mà bạn cảm thấy mà thích thì có thể là thường xuyên xem cái trang cá nhân của tôi. Thì tôi thì cũng khá là hay live stream đấy. Bởi vì tôi cũng mới live stream được ít lâu thôi. Trước đây thì tôi cũng có live stream nhưng mà tôi live stream tôi ít nói chuyện lắm. Tôi chỉ có vẻ thôi. Nhưng mà mới đây thì tôi chia sẻ với mọi người thì được mọi người rất là hưởng ứng, cho nên tôi khá là vui. À, cũng nhận thấy là những cái buổi mà tôi chia sẻ như thế này, ngoài cái vấn đề là tôi giúp đỡ các bạn ra thì tôi còn được làm quen với mọi người, tôi cũng rất là vui. Thì bạn có thể theo dõi trang của tôi thường xuyên, thì những cái buổi live stream của tôi thường có thông báo trước nhé. Ví dụ tối live stream thì chiều tôi thông báo. Tôi hy vọng rằng những cái kiến thức của tôi mà tôi chia sẻ cho các bạn cảm thấy được hữu ích, các bạn có thể ứng dụng vào trong tranh vẽ cho các bạn, hoặc là nếu các bạn chưa làm đến cái mức này thì các bạn có thể là xem đấy như một cái lượng kiến thức để các bạn kiểm nghiệm lại, các bạn có thể thực hành từ từ, không nhất thiết là phải thực hành ngay, không nhất thiết phải thực hành ngay nhé. Đấy, các bạn chú ý nhé. Các bạn có thấy
Các bạn có thấy cái phần mặt tôi phác thảo ra sơ bộ không ạ? Thì bây giờ hiện tại là tôi trước hết là tôi phải đảm bảo cho nó cái vấn đề là nó giống, là tôi thấy là ok, nó cũng có tương đối giống rồi đấy ha. Cảm ơn Nguyễn Phát. Nguyễn Phát ơi, hôm nay thì buổi chiều anh có thông báo với mọi người là buổi tối anh có live stream, cho nên là mọi người đang lên ủng hộ. Cái chủ đề hôm nay là cái buổi chủ đề là làm sao để vẽ cho mẫu nam trở nên nam tính hơn, thì anh đang chia sẻ với mọi người. Thì nếu mà em yêu thích thì có thể lần sau anh live stream thì em theo dõi thông báo ở trên tường của anh, nếu thích thì vào đây tham gia với anh em cho vui, anh nói chuyện vui vẻ với mọi người mà, chứ cũng không nặng cái vấn đề gọi là truyền đạt đâu, không nặng cái vấn đề gọi là cái gì mà chỉ dạy ai đấy đâu. Đấy, thì các bạn cảm thấy rằng tôi vẫn chưa làm được cái điều để làm cho mẫu nó nam tính triệt để, đúng không? Bởi vì nãy giờ tôi đang làm cái gọi là giải quyết cho cái mẫu nó giống thôi. Rồi còn những cái vấn đề còn lại là tôi từ từ tôi xử lý tiếp nhá. Nó cũng có nam tính hơn rồi đấy, là ở trong cái vấn đề gọi là lông mày này. Lông mày thì tôi thấy là ok, nó cũng bắt đầu đậm lên, nó cũng đỡ nhợt nhạt. Rồi bây giờ tôi tiếp tục tôi xử lý tiếp lại cái phần lông mày ha. Tôi sẽ làm từ chi tiết trước, tôi sẽ làm lông mày cho nó cái sợi nó cứng hơn, nó thô ráp hơn, thì các bạn sẽ thấy được là ok, nó nhìn nó đỡ hơn rồi đấy, nhìn nó thô ráp, nhìn nó có vẻ ok hơn, nhìn nó đỡ bị phụ nữ hóa, không? Đây, lông mày đàn ông thì thường rất là đậm nhá. Thì tôi giữ nguyên cái dáng lông mày cũ, tôi giữ nguyên cái dáng lông mày cũ và tôi làm cho nó đậm hơn, tôi tạo ra cái sợi lông mày con, tôi làm cho nó dữ dằn hơn tí xíu. Thì cái nguyên lý nó là như vậy. Bây giờ tôi tiếp tục tôi làm. Tôi sẽ tách cho cái mảng khối nó rõ ràng ra một tí xíu để cho nó đảm bảo được cái độ giống mà nó lại tôn lên được cái vấn đề tôi muốn, tôn lên cái vấn đề gọi là nam tính như tôi muốn. Đấy, sau khi mà tôi làm lông mày lên thì tôi thấy nó còn khá đậm rồi, nhưng mà nhìn vẫn còn hơi hiền nhỉ. Tuy nhiên là cái hình mẫu này thì nhìn nam chính hiền, cho nên chúng ta mà chế quá nhiều thì nó cũng khó khăn. Bởi vì là chế quá nhiều thì nó làm sai cái tính cách của mẫu đi, thì nó khó. Cho nên là chúng ta cũng chỉ biết là ok vẽ nam tính cho nó đẹp, nhưng mà chúng ta cũng chỉ làm ở cái mức gọi là mức vừa phải thôi. Chứ còn nếu chúng ta làm quá thì nó lại ra mà hoàn toàn một người khác rồi. Chẳng qua là chúng ta gọi là chỉnh sửa cho nó đỡ ấy thôi. Nó đỡ mềm mại đi tí xíu, nhìn nó đẹp hơn thôi ha. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ xử lý mũi. Tôi sẽ làm cho cái mũi nó thẳng hơn, cho nó góc cạnh hơn tí xíu. Thì bằng cách là tôi sẽ vuốt cho nó ra khối, ra mảng. Tôi tách mảng cho nó. Đấy, các bạn thấy là bây giờ cái mũi nó có vẻ nó thẳng hơn bình thường, phải không? Bây giờ tôi sẽ làm cho sắc độ nó rõ rệt hơn, cho nó tách hẳn ra. Tương tự và đối với cái sắc độ da. Đấy, thì bây giờ chúng ta mới ứng dụng những cái mà cái gì? Cái mảng, những cái mảng mà thẳng thì bây giờ tôi có thể dùng tẩy tôi xử lý luôn. Thì các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là cái việc ok, cái mẫu này bắt đầu là cái nét nó rõ ràng, nó thẳng hơn ha. Sử dụng những cái nét như thế này yêu cầu phải dứt khoát. Làm là phải dứt khoát thì nó sẽ tăng được cái độ nam tính như cái yêu cầu của chúng ta nhé. Hạn chế sử dụng đường cong, mặc dù là ở trong mẫu có thể là nó là đường cong, nhưng mà chúng ta hạn chế cong đi. Nó bây giờ cho nó thẳng lại. Đồng thời là trong cái nét vẽ thì chúng ta cũng không cần thiết, chúng ta phải làm cho nó quá là mịn nhé. Làm vừa phải. Môi thì chúng ta cũng không nên lấy nó sáng quá. Môi lấy sáng quá sẽ nhìn như kiểu nó bôi son thì nó không hay.
với cái điều kiện là làm cho nó bóng lên. Đối với nữ giới ok được, nhưng mà bây giờ mình đang muốn tạo cho nó nam tính hơn thì cũng không nên. Chào bạn Định Lê. Đấy, tiếp đó thì tôi sẽ phân tiếp các cái mảng khối cho nó rõ ràng lên tí xíu. Chúng ta làm cái yếu tố phân khối rõ ràng cũng phải cẩn thận nhé, bởi vì là có thể nó sẽ nhìn già hơn đấy, cho nên là chúng ta cũng phải căn vừa đủ thôi. Mà cái vấn đề căn này thì dựa vào kinh nghiệm, cũng rất là khó chỉ, nó dựa vào kinh nghiệm. Tôi chỉ kể cả một cái người thầy của các bạn chỉ cho các bạn cái con đường, thì cái người đấy cũng chỉ làm sao mà chỉ cho các bạn được cái con đường cho nó đi nó dễ dàng, nó đỡ vấp ngã thôi. Còn cái việc đi cái con đường đấy là của các bạn phải sử dụng kinh nghiệm, sử dụng cảm nhận của các bạn để các bạn có thể hoàn thiện cái phương pháp, hoàn thiện cái phương pháp thầy đưa ra, và có thể là sẽ cải tiến nó để làm sao cho nó áp dụng đối với cái phong cách của mình, đối với bản thân mình nó phù hợp nhất thôi. Chứ còn người thầy thì không có có đi thay các bạn được, cũng không có vẽ thay các bạn được. Kevin Nguyễn. Kevin Nguyễn ơi, anh học vẽ hồi xưa là anh học vẽ ở thành phố Thanh Hóa, ngay cầu Sân á. Nhưng mà hồi đấy thì anh chỉ học về tĩnh vật thôi. Chủ yếu thì anh cũng là tự luyện em. Hồi anh đi học cũng vất vả lắm. Anh đi học thì vất vả ở vấn đề là không có người chỉ, bởi vì anh học là anh học tĩnh vật được. Nhưng mà anh áp dụng những kiến thức cơ bản đấy vào trong vẽ tranh. Anh áp dụng kiến thức cơ bản đấy vào tranh, trong vẽ tranh chân dung, bởi vì anh thích vẽ chân dung từ xưa rồi và cũng chỉ thích mình nó thôi. Ngày sau là phải tìm tòi các tài liệu, ví dụ như một số bài vẽ của Trung Quốc phân khối mảng rất tốt nhé. Nhưng mà nếu mà phân khối mảng như các bài vẽ của Trung Quốc á, thì nó khá là thô, và làm giảm độ đẹp của mẫu, thì mình phải bắt đầu mình cân chỉnh lại nữa để cho làm sao nó phù hợp với mình, phù hợp với cái yếu tố thẩm mỹ của mình. Hưng Định Lê, anh ở Hoàng Hóa nha em ơi. Hoàng Hóa. Định Lê ơi, mình đang dùng chì Đức 8B. Nãy giờ ở trên cái tranh này mình dùng chỉ có than nén nhá. Than nén là cái loại này này. Có chữ Trung Quốc để mình rõ hơn nhá. Thấy không ạ? Đấy, cái than nén này và tẩy cộng thêm với cả chì Đức này thôi. Cái chì Đức này là chì Đức 8B, nó có màu đen. Chì Đức 8, chì của Đức thì nó có hai màu, màu đen và màu xanh. Thì hiện tại mình đang sử dụng màu đen nhé. Rồi, mình đã tách mảng sơ bộ cho nó được rồi. Rồi mình sẽ nhấn những cái phần khác. Rồi cộng thêm ở đây thì mình đánh cái này ra cho nó ra cái chất tóc đi. Sử dụng thêm tí tẩy. Đấy các bạn có thấy không? Các bạn có thấy mình khi mà mình sử dụng các cái nét tẩy của mình, cũng giống như việc mình phát á, thì mình sử dụng các nét nó khá là dứt khoát. Cái điều này sẽ ảnh hưởng đến cái nam tính của mẫu nhá. Thì như mình nói là sử dụng nét thẳng nhiều á, sử dụng nét thẳng và sử dụng cái nét dứt khoát nhá. Cái này hiệu cái cách vẽ này thì nó có thể áp dụng cho tất cả các mẫu, nhưng mà đối với tùy từng mẫu thì chúng ta sẽ chỉnh sửa khác nhau. Bạn Định Lê có hỏi là thang thì thấy được 8B khó tẩy. Cái việc mà khó tẩy hay dễ tẩy là một phần, đúng rồi, nó đậm hơn thì nó khó tẩy ra hết hơn, nhưng mà cái vấn đề là nó còn phụ thuộc vào cái việc lực tay của bạn nữa, bạn hiểu không? Nếu lực tay của bạn mạnh mà bạn dùng cái lực nó chà như thế này, chà như thế này thì tất nhiên là nó, các bạn tẩy nó sẽ không ra được rồi, bởi vì cái lực tác động của bạn là lực tác động với tiết diện nó nhỏ. Còn nếu mà bạn như mình chẳng hạn, bạn dùng cái thanh như thế này chẳng hạn, bạn bôi nó lên như thế này
thì khi đấy bạn tẩy nó sẽ ra dễ dàng hơn, bởi vì cái vấn đề là khi đấy mình đã tách lực rồi, mình đã phân tách lực rồi, bạn hiểu không? Mình tách lực ra rồi chứ mình đâu có mình sử dụng cái bề mặt này, cái bề mặt trà xuống nó ít tác dụng hơn, và mình dùng tay mình trà ra thì tất nhiên là cái nét của mình nó sẽ dễ tẩy hơn hơn là của các bạn. Các bạn chà 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 cái kiểu dạng tỉa tót đấy thì chắc chắn là các bạn tẩy sẽ không ra, do cách các bạn sử dụng thôi. Các bạn sử dụng một vật liệu bất kỳ nhá, các bạn sử dụng một vật liệu bất kỳ, các bạn phải hiểu được tính chất của vật liệu đấy nó như thế nào thì các bạn mới ứng dụng được. Cái đồ rẻ hay đồ đắt, đồ gì nó không quan trọng bằng cách các bạn sử dụng cái vật đấy, cái đồ đấy. Nếu các bạn hiểu được đồ thì một cái đồ rẻ nó cũng có thể tạo ra cái hiệu ứng là nó còn tốt hơn cả đồ tốt nữa, nếu các bạn không hiểu. Ví dụ cụ thể nhá, ví dụ cụ thể giấy căn xong là một cái loại giấy khá là đắt. Giấy căn xong Pháp có thể lên đến 30.000 một tờ A3. Thế nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng giấy căn xong như cái việc vẽ chì á thì nhiều khi nó lại không tốt đâu, bởi vấn đề là giấy căn xong người ta nó đắt là bởi vì nó dày, mà nó dày á thì nó sử dụng cho cái việc vẽ màu nước nó sẽ không bị mủn giấy á, nó sẽ không bị mủn giấy khi các bạn đi nước lên nhiều lần. Nhưng mà cái việc vẽ chì thì các bạn không cần thiết phải giấy dày làm cái gì cả, đúng không? Nếu mà các bạn mua giấy căn xong để các bạn vẽ chì thì nó hơi phí. Vẽ thì vẫn vẽ được thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không phát huy được cái thế mạnh của vật liệu. Đấy là một cái ví dụ cụ thể ở trong trường hợp là vẽ luôn đấy. Thì từ cái ví dụ đấy các bạn có thể lấy thêm một vài ví dụ khác bằng cái việc là các bạn hiểu vật liệu thì tốt hơn là các bạn lạm dụng vật liệu. Không phải đồ tốt các bạn vẽ đẹp đâu, không phải cứ đồ tốt là vẽ đẹp. Các bạn hiểu được vật liệu rồi các bạn vẽ đẹp. Các bạn thấy thì hình vẽ bây giờ là nam tính hơn hơn mẫu chưa? Đây, đây là mẫu, còn cái hình này là mình đang vẽ dở. Các bạn cho mình nhận xét đi ạ. Những ai đang xem có cảm thấy là cái hình mình vẽ bắt đầu là nó nam tính hơn hơn là mẫu chưa? Các bạn đã cảm nhận được cái hiệu ứng ở trong đấy chưa? Các bạn cho mình nhận xét đi. Hơn 80 con người mình đang thấy là hơn 80 con người đang xem mình vẽ. Thì các bạn có thấy được cái sự khác biệt của mẫu và tranh ở trong cái vấn đề là nam tính chưa? Thì các bạn thấy là sau khi mà mình đã sử dụng kỹ thuật, mình chỉnh sửa, mình đã phân tách mảng theo cái lý luận của mình, thì các bạn có thấy là cái mẫu nó bắt đầu nó có cái sự nam tính hơn là ấy chưa, hơn là tranh chưa? Thì đẹp hơn mẫu là mình cảm ơn bạn. Là một cái vấn đề nó gần như bắt buộc. Đẹp hơn mẫu là cái vấn đề gần như bắt buộc khi mà vẽ tranh của mình. Nhưng mà mình đang hỏi vấn đề khác, là bây giờ mình hỏi là nó nam tính hơn, chứ mình không hỏi là vấn đề là đẹp hơn. Thì có ai cảm thấy là bây giờ cái mẫu hay là cái tranh cái nào đẹp, cái nào nam tính hơn không ạ? Các bạn có thể cho mình một cái nhận xét không? Bởi vì mình thì cũng chưa chắc đã là đúng đâu, chưa chắc đã là đúng, hoặc là phương pháp của mình đúng nhưng mà mình thực hiện chưa đủ. Cảm ơn bạn Đặng Minh. Rồi bây giờ mình sẽ phóng to mặt mẫu ra. Các bạn đang xem, mỗi người cho mình một cái bình luận nha, có được không ạ? Mỗi người cho mình một cái bình luận về câu hỏi của mình thôi ha. Bây giờ mình đang vẽ dở, tất nhiên là mình chưa vẽ xong, nhưng mà mình muốn các bạn nhận xét ở trên cái quan điểm là góc nhìn cá nhân thôi, không phải là về kỹ thuật đâu. Bây giờ mình muốn các bạn nhận xét là cái tranh mình vẽ và cái mẫu thì cái nào nhìn nó nam tính hơn thôi. Các bạn hơn 80 con người đấy,
80 con người đây có thể cho mình một cái lời nhận xét không, trước khi mình tiếp tục mình làm việc tiếp? Thì chưa có xong, nhưng mà mình muốn các bạn nhận xét xem là cái tranh mình vẽ với lại cái mẫu thì cái nào nhìn nó nam tính hơn, nó đã có sự khác biệt chưa? À, Thành Trần anh có nhận vẽ tranh nhân dung nhá, thì có gì em inbox đi. À, gần 80 con người ở đây có thể comment trả lời câu hỏi của mình được không ạ? Hiện tại là mình cái tranh mình vẽ này theo cái lý luận của mình. Theo cái lý luận của mình là mình sử dụng nét thẳng và mình sử dụng các đường gồ ghề nọ kia, tạo chất các kiểu để tạo cho cái sự nam tính ở trong tranh. Thì bây giờ các bạn nhìn tranh và nhìn bên mẫu, thì các bạn mỗi người xem ở đây có thể comment cho mình một comment thôi, là các bạn cảm thấy là sau khi mà mình để vận dụng nhiều cái kiến thức như thế rồi mình áp dụng vào tranh như vậy, thì các bạn thấy là cái mẫu của mình, à quên, cái tranh của mình đã có cái sự nam tính ở trong đấy chưa? So sánh với mẫu là đã hơn chưa, hay là nó đang còn ẻo lả hơn cả mẫu nữa, hay là như thế nào? Thì các bạn cho mình một bình luận đi, cái này không cần kỹ thuật, các bạn chỉ cần cảm nhận thôi nhé. Rồi, rồi 80 con người ở đây, 80 con người ở đây, mỗi người để cho mình một cái bình luận đúng không ạ? Về cái câu hỏi của mình là cái tranh mẫu này so sánh với cái tranh mình vẽ thì các bạn cảm thấy cái nào nam tính hơn, cứ trả lời thật tình. Bởi vì là mình cái buổi hôm nay là chia sẻ rất là thật tình, chứ không phải là cái gì đâu mà khoe tài hay là cái gì đâu là như nọ như kia đâu ạ. Các bạn thấy sao ạ? Hiện tại thì mình cũng thấy khá là nhiều bạn bình luận rồi. Mỗi người xem ở đây có thể cho mình một cái bình luận về cảm nhận về cái tranh và cảm nhận về cái mẫu, để xem cái nào các bạn cảm thấy cái nào nam tính hơn. Bởi vì cái bài hôm nay của tôi là tôi hướng dẫn các bạn, tôi chia sẻ với các bạn là cách vẽ một cái mẫu nam bất kỳ trở nên nam tính hơn. Thì các bạn có thể cho tôi một cái bình luận không? Cảm ơn bạn Lê Thị Linh. Cái phần mắt thì mình mới lên sơ bộ thôi nhá, có thể chút xíu nữa cái phần này mình phải thêm một chút sắc độ nữa. Mỗi người ở đây có thể gần 80 con người có thể cho tôi một cái bình luận cảm nhận về tranh đúng không ạ? Các bạn có thể bình luận bất cứ cái gì tốt, hoặc tốt cũng được, xấu cũng ok, bởi vì tôi đang muốn cải thiện, tôi đang muốn kiểm nghiệm thôi, chứ cũng không phải cái gì đâu. Đúng không ạ? Mỗi người cho tôi một cái bình luận được không? Nói về cái cảm nhận của bạn thôi. Tôi sẽ gọt bút rồi sau đó tôi sẽ tiếp tục tôi làm. Cảm ơn bạn Thịnh Nguyễn đã bình luận. Cảm ơn bạn Đặng Minh. Cảm ơn bạn Lê Thị Linh. Cảm ơn bạn Hưng Lê Đình. Rồi để tôi kéo xuống còn ai nữa. Cảm ơn bạn Thành Trần. Cảm ơn bạn Huy Cường. Cảm ơn bạn Kevin Nguyễn. Cảm ơn bạn Dũng Viễn Nguyệt. Cảm ơn bạn Vũ Hiếu Nghĩa. Và rất là nhiều các bạn khác. Cảm ơn các bạn đã để lại những cái lời nhận xét rất là hữu ích. Khen có, chê có, cái gì cũng có. Nhưng mà mình cũng bổ sung là như thế này. Cái tranh này từ cái phác thảo cho đến bây giờ mình cũng chưa có hoàn thành, cho nên là những cái về nhận xét của các bạn thì mình thấy cảm thấy là tương đối đúng, đa phần là đều đúng cả. Ví dụ như cái mắt các bạn cảm thấy nó có cái sự lệch lạc là đúng, bởi vì là cái phần đấy mình có chưa có lên xong các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì mình tiếp tục sẽ hoàn thiện cái tranh này. Mắt nhếch lên hả? Cảm ơn bạn Kiến An. Cái tranh này thì mình muốn nó lạnh lùng hơn tí.
Hiện tại thì cái mắt ở bên trái này đúng là phải chỉnh sửa một chút xíu về cái phần lông mi ha. Cái vấn đề ở trong tranh này mình vấn đề mình đặt ra là mình không nhất thiết phải vẽ giống mẫu, bởi vì mình phải cải thiện mẫu thì mình mới 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 đạt được cái mục tiêu mình đề ra. Còn nếu mình chép giống mẫu thì mình đâu có cải thiện cho nó nam tính được, đúng không các bạn? Vẫn phải giống, nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo được cái yêu cầu mình làm ra, có nghĩa là mình không thể nào mình chép giống y mẫu được. Ví dụ như là mình nói là mình phải làm cái tranh này nó cái sắc thái nó lạnh lùng hơn, mà lạnh lùng hơn nghĩa là như thế nào? Là cái phần mí mắt hai, từ mí mắt trên này, từ mí mắt trên này xuống cái phần lông mi trên là nó phải ngắn lại, đúng không? Thì ngay từ đầu là mình đã phân tích rồi, phải không? Đấy, thì bởi vì những cái vấn đề như vậy cho nên các bạn sẽ cảm nhận thấy là mình cảm thấy là cái tranh này có một cái gì đấy nó khác, nhưng mà mình không biết khác chỗ nào cả, bởi vì nó sẽ có những cái thay đổi nhỏ, các bạn hiểu không? Mình nói hôm nay các bạn có nghe rõ không? Bởi vì mình sợ mạng hơi yếu. Chào bạn Đặng Minh. Mình vẽ cũng 12 năm rồi. Cũng 12 năm rồi đấy. Có thể là lâu hơn chút xíu. Có thể là lâu hơn chút xíu. Cho nên là mình cũng ngay từ đầu là mình nói là mình lên đây để mình chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi. Các bạn hiểu không? Thì có thể là có nhiều bạn sẽ tài năng hơn mình, nhưng mà về cái phần kinh nghiệm thì mình có thể mình sẽ nhiều hơn các bạn, bởi vì thời gian tiếp xúc với vẽ lâu hơn các bạn, lâu hơn đa số bạn, cũng không phải là tất cả đâu, nhưng mà lâu hơn đa số bạn. Thì có thể những cái chia sẻ của mình sẽ rất là hữu ích cho nhiều người, cũng có thể là có bạn sẽ không hữu ích lắm, nhưng mà cũng có bạn là hữu ích rất nhiều. Thì mình mong rằng được sự ủng hộ của tất cả mọi người bằng góc độ này hay góc độ khác. Chào bạn Dũng Viễn Nguyệt. Dũng Nguyễn Việt. Mình sinh năm 89 nhé. Ở trong bài này thì mình hạn chế sử dụng bút giấy, là cái bút mình đang sử dụng này, bởi vì mình cũng không muốn nó mịn lắm, nhưng mà mình vẫn cần phải dùng nó ở trong một số trường hợp. Một số trường hợp mình muốn nhấn nhá. Bởi vì ngay từ đầu là mình đã không muốn cái bài này nó mịn rồi, nhưng mà bắt buộc phải sử dụng cho một số trường hợp. Những bạn nào hôm nay ngồi ở đây đang xem tôi live stream, cảm thấy cái bài của tôi hữu ích à? Các bạn có thể trả lời được không? Các bạn có thể trả lời được không? Là những cái bạn nào ở đây hôm nay xem tôi live stream, cảm thấy tôi truyền đạt cái kinh nghiệm hôm nay, các bạn cảm thấy có ích cho các bạn, thì các bạn comment một câu cho tôi nghe xem nào. Nào bạn nào ở đây cảm thấy tôi hôm nay tôi thực hiện cái nội dung này, các bạn cảm thấy có ích cho các bạn, các bạn comment một câu cho tôi vui nào. Dù có ích hay không có ích thì tôi cũng muốn có cái sự tương tác của các bạn, để tôi biết là tôi đang làm những cái việc mà có lợi cho mọi người, hay là tôi ngưng truyền đạt lại. Tôi cần ý kiến của các bạn. Những bạn nào cảm thấy tôi chia sẻ cái bài chia sẻ hôm nay của tôi có ích cho các bạn có thể để lại một vài bình luận được không? Chúng ta gặp nhau ở đây thì có thể là có người tôi đăng lên, có người tôi đăng lên thì các bạn biết các bạn tới. Thì cũng có người là đi qua trang fanpage của tôi, đi qua trang cá nhân của tôi. Cảm thấy cái ông ấy đang chia sẻ thì ghé vào coi xem thế nào, hoặc là cũng người một vài lý do khác, nhưng mà tôi mong muốn nhận được phản hồi của các bạn. Tôi mong muốn nhận được cái phản hồi của các bạn về cái bài học hôm nay, các bạn có cảm thấy là có ích không? Thì nếu mà nhiều cái người động viên tôi là có ích thì chắc chắn là tôi sẽ gặp lại các bạn ở một cái thời gian không xa.
Nhưng mà nếu mà có người mà cảm thấy là ở cái ông này nói liên thiên chả thấy đúng quá gì, thì có nghĩ tôi là tôi sẽ phải suy nghĩ lại về xem là có nên livestream nữa không. Bởi vì là cảm thấy nhiều người mà không hứng thú với cái việc mình làm thì mình cũng không nên tiếp tục làm cái việc đấy làm cái gì cả. Các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu điều tôi nói không? Có nghĩa là tôi muốn là những cái việc tôi làm nhận được sự đón nhận của các bạn, dù tốt hay dù xấu, dù là tiêu cực hay là tích cực, thì tôi cũng muốn có cái sự chia sẻ trực tiếp cho các bạn, hơn là cái việc là các bạn chỉ xem mà không có ý kiến gì cả. Thì tôi không biết làm như thế nào cả, tôi không biết là các bạn hài lòng hay là không hài lòng, hay là các bạn cảm thấy là ông nói liên thiên, hay là nghe ông lên chém gió cho vui thôi, hay là như thế nào. Tôi muốn các bạn để lại một cái lời bình luận về cái bài chia sẻ hôm nay của tôi là em thấy anh chia sẻ chả được cái gì cả. Mong anh rằng lần sau anh đừng có chia sẻ cái gì nữa, để bọn em đỡ mất công lên tò mò đấy, hoặc là như thế nào đấy, hoặc là cảm ơn anh đã chia sẻ hôm nay, hay là như thế nào đấy. Thì tôi mong rằng mọi người để lại một cái lời bình luận cho tôi, để tôi có thể, bây giờ tôi không đọc được ngay, nhưng mà ngày mai tôi sẽ đọc lại. Thì có thể là tôi cũng tiếp tục chia sẻ, hoặc là tôi không chia sẻ nữa, hoặc là tôi chia sẻ và tôi rút ra được một số cái kinh nghiệm gì đấy. Tôi cũng mong rằng là mọi người có thể tương tác cùng với tôi để những cái buổi livestream sau hoặc là như thế nào đấy, tôi sẽ giúp ích được hơn cho mọi người. Tôi nói rồi, tôi cũng chia sẻ rất là nhiều bạn ở trong hội. Tôi cũng rất là chia sẻ với nhiều bạn trong hội là như thế này, có thể là cái khiếu của tôi, có thể là cái khiếu của tôi. Tôi thuộc thế hệ trước à. Tôi không cùng thế hệ với các bạn, không, đa phần là không cùng thế hệ với các bạn. Thì có thể là cái suy nghĩ của tôi, hoặc là cái lý luận của tôi, hoặc là cái cách vẽ tranh của tôi không phù hợp với các bạn. Hoặc là như thế nào đấy, hoặc là hoặc là cái khiếu của tôi cũng có thể là không bằng các bạn, hoặc là tôi cái khiếu của tôi hơn các bạn. Nhưng mà cái kinh nghiệm thì chắc chắn là tôi hơn các bạn rồi. Có hiểu không? Bởi vì cái thời gian tiếp xúc với nó của tôi là cũng khá lâu rồi, chỉ thua họa sĩ chuyên nghiệp thôi. Người ta có học có hành, người ta trường nọ ở lớp kia, nhưng mà thì có thể là đa số với các bạn ở đây thì tôi hơn kinh nghiệm các bạn. Đấy, tôi rất là mong là những cái buổi chia sẻ của tôi để có ích cho các bạn. Để các bạn nhận được những cái lợi ích, các bạn có thể chia sẻ những cái video này rồi, hoặc là các bạn không chia sẻ video thì các bạn có thể giữ được cái đam mê của mình, rồi từ đấy truyền đam mê được thêm cho nhiều người khác, để những cái con người yêu vẻ như chúng ta là có thể giúp đỡ nhau trong một cái cộng đồng, một cộng đồng nào đấy, không cộng đồng này thì cộng đồng kia, có thể là một cái group, một fanpage gì đấy. Tôi nói vậy mọi người có đồng ý không ạ? Mọi người có đồng ý với ý kiến của tôi không ạ? Có ai đồng ý với ý kiến của tôi có cái cho tôi vui không? Ý tôi nói là dù kết quả nó như thế nào thì tôi cũng mong có cái sự gọi là tương tác của các bạn, có cái sự nhận xét của các bạn về mặt kỹ thuật hay là về cái mặt gì đấy. Để có thể là những buổi livestream sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, hoặc là tôi sẽ truyền đạt một số các vấn đề các bạn cần thiết. Thì tôi nghĩ cái điều đấy cũng có ý lợi cho các bạn. Đặng Minh ơi, hiện tại anh có một cái lớp vẽ online em nhé. Lớp vẽ online thì của anh thì đang thời kỳ khuyến mãi. Nhân tiện em hỏi đây thì anh cũng quảng cáo luôn. Là lớp vẽ online của anh thì đang thời kỳ khuyến mãi. Giá một cái khóa học như vậy là 1.000.000 đồng. Chỉ đóng một lần thôi nhé. Chỉ đóng một lần duy nhất và anh hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Tất cả những kiến thức anh truyền đạt hoặc là anh đang có từ trước đến nay là đều được truyền đạt lại trong cái khóa học của anh. Nó có những buổi live stream như thế này. Thì những cái buổi live stream ở trong nhóm kín thì chắc chắn là không được chia sẻ ra bên ngoài rồi. Bởi vì ở trong đấy là nó có những cái kiến thức chuyên ngành,
và có thể là nó sẽ gắn liền với cái bài tập khoa học. Thì có những vấn đề anh không chia sẻ được ở đây thì có thể là anh sẽ chia sẻ ở đấy. Vấn đề không chia sẻ ở đây thì có thể nó có liên quan đến kỹ thuật, hoặc là nó có liên quan đến cái vấn đề gì tế nhị nhưng mà không thể nói ra bên ngoài được, thì anh sẽ phải nói trong đấy, kiểu vậy. Thì cái khoa học đấy là nó dành cho những người từ mới bắt đầu cho đến những người mà học lâu rồi, nói chung là từ cơ bản đến nâng cao. Thì nếu mà mọi người ai có nhu cầu mà muốn củng cố kiến thức của mình, hoặc là cảm thấy những cái điều mình chia sẻ nó bổ ích, thì có thể suy nghĩ đến cái việc là xem thử cái lớp học ông nó làm ra làm sao, kiểu vậy. Thì mình cũng không có quảng cáo nhiều, đại loại vậy thôi. Còn mình tin rằng ở trong những cái buổi live stream như thế này cũng rất là nhiều người là học viên của mình. Thì những cái buổi live stream ở trong nhóm thì các bạn cũng biết rồi, các bạn cũng biết là tôi tâm huyết như thế nào. Đấy, thì nếu mà có nhu cầu thì các bạn có thể inbox cho mình. Inbox cho mình nói là em muốn đăng ký lớp học vẽ của anh, hoặc là em muốn anh tư vấn cho em về cái lớp vẽ đấy nó như thế nào, nó có những cái gì. Thì cái đấy có thể inbox. Thì khi nãy khi mà tôi đang livestream cũng có một vài bạn muốn đăng ký, nhưng mà tôi hẹn là sau buổi livestream này. Tranh thì chưa có hoàn thành đâu. Nhưng mà để mà hoàn thành cái tranh này thì chắc là phải xoay nó đi, rồi làm tóc, rồi tẩy tót lại tí nữa. Nhưng mà tôi buồn ngủ quá các bạn ạ. Cảm ơn bạn Phương, ca sĩ à. Mình đáng lẽ ngày xưa mà không đi học kiến trúc là có lẽ cũng mơ tưởng đến việc làm ca sĩ phố rồi, ca sĩ bán kẹo kéo rồi, nhưng mà may là thi kiến trúc. May là thi kiến trúc cho nên là bây giờ mới không làm ca sĩ, khiến cho vô số người được cứu khỏi cái giọng của tôi. Quả tóc nhìn thật hả? Trời ơi, cái tóc anh mới làm sơ bộ à, mới lên sơ bộ à. Cái này đang phải vút qua vài lớp nữa, thì có thể là ngày mai hoặc bữa kia thì đấy mình sẽ đăng cái sản phẩm hoàn thành cho mọi người coi. Chứ bây giờ hôm nay nói nhiều quá là nó mệt, nó lười không muốn vẽ nữa. Hiện tại thì được tầm khoảng này được tầm khoảng 70% rồi đấy. Nó phụ thuộc vào những cái phần cái gì? Tinh tế thôi. Hiện tại thì cũng vẫn còn nhiều người xem, nhưng mà chắc là cái buổi livestream của mình thì cũng dừng lại tại đây thôi, vì hôm nay livestream cũng lâu rồi, hôm nay hình như là cũng phải 2 tiếng đấy các bạn, 2 tiếng đấy. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Thì nếu mà các bạn muốn xem những cái buổi livestream sau thì có thể theo dõi cái tường của mình, cái tường trang cá nhân, hoặc là chắc chắn là mình cũng sẽ đăng ở trên cái fanpage này, thì các bạn có thể like fanpage hoặc là theo dõi fanpage. Hiện tại ở trên cái đầu đây này, ở ngay khu vực gần cái trang đó, có cái từ theo dõi đấy, thì các bạn có thể theo dõi ở đấy. Thì lúc nào có livestream thì bao giờ mình cũng thông báo trước vào buổi chiều, thì các bạn có thể sắp xếp thời gian, hoặc là không theo dõi ngay được thì có thể là ngày mai xem, mình không có soát nhá. Thì nói rông nói dài cũng nhiều rồi, thì chúc các bạn buổi tối ngủ ngon nhá. Thì có cái gì hoặc là có góp ý thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới. Thì bây giờ mình không xem được ngay thì ngày mai mình xem lại nhá. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ đẹp. Mình tắt livestream đây.